Ví dụ như á, hôm nào á mà người ta nói sốc mình một câu, mà hồi xưa cái câu đó, là mình nổi phừng lửa lên rồi, tự nhiên sang kỳ này mình nghe cái câu này mà mình bình thường quá, mình không thấy nó quan trọng nữa, thì mình phải vui là vì mình có kết quả rồi đó. Kết quả này là gì? Mình đã có một phần kết quả của sự nhẫn nhục. Rồi thí dụ như hồi trước kia mình bị quan trọng quá cái vấn đề khen chê, ai khen thì mình vui, ai chê thì mình buồn. Tự nhiên bây giờ thời gian gần đây á, mình nghe lời khen tiếng chê, tâm mình nó bình lặng, nó không có bị lên xuống theo lời khen tiếng chê nữa, thì chừng đó mình mới quán là à, vậy thì cái hạnh tu của mình xưa nay là hạnh nhẫn nhục, thấy không? Hạnh vô ngã, tại vì mình làm là mình làm thôi, mình đừng có nghĩ rằng mình là quan trọng quá trong mọi việc làm, thì cái sự khen chê này nó không có tác động mình nữa, thì mình quán lại mình thấy có kết quả. Đó, thì một vị sa môn phải có những cái hạnh gì để nó có kết quả? Đó. Thì ở đây Đức Phật nói, thứ nhất là cái vị sa môn phải hộ trì các căn, phải có, thứ nhất là phải có giới hạnh. Giới hạnh là gì? Tức là cái vị đó phải giữ giới. Thí dụ Phật tử tại gia cũng phải giữ năm giới. Bây giờ quý vị cứ nghĩ một người mà không rượu chè cờ bạc, người nào lúc nào cũng giữ gìn cái chữ tín, không có đi lường gạt người khác, thì khi mà nói tới người đó thì mình nói sao? Ồ, cái anh đó hả? Thôi, cái hạnh ảnh tốt lắm, một người rất là tốt, cái người này á mình gửi gắm cho họ, mình yên tâm. Mà thường người Việt Nam mình hay dùng cái từ là gì? Chọn mặt gửi vàng. Mình muốn gửi cái gì? Mình muốn gửi cái gì cho ai, mình cũng phải lựa người chứ. Cái chữ vàng đây không có chỉ hỏng hẳn vấn đề tiền bạc nữa, ngay cả một cái tâm sự của mình, không phải ai mình cũng có thể mình nói được, mà mình cũng phải lựa người nào mình tin tưởng. Cái người này không phải là cái người thích nói lưỡi đôi chiều tức là tới đầu này nói, hoặc là nói những cái lời nó không thật, thì mình mới tin tưởng mình gửi gắm. Cho nên một cái người sa môn, một cái người tu theo Phật, làm một cái người sa môn thì trước hết người đó phải có cái gì? Phải có cái giới hạnh. Ai cũng có giới hạnh hết. Có một Phật tử, họ được cái uy tín trong chúng lắm, ai có chuyện gì buồn phiền cũng tìm tới họ để mà phân bua, rồi mong họ giải bày. Thì cái vị này mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình phân bua, mình giải bày hoài rồi thế nào cũng thêm chuyện, mình không có muốn dính dáng vô mấy cái chuyện gọi là phân bua nữa, thôi mình thọ giới mình tu đi, thọ Bồ Tát giới hay là thập thiện giới. Và trình nói dạ con, lý do con xin thọ giới là vì con cũng muốn tiến tu, và đồng thời để con có cái lý do con từ chối những cái chuyện gọi là bắt con phải vào cái chuyện thị phi phân bua rồi mệt lắm, ai hỏi tới con nói thôi giờ con thọ thập thiện Bồ Tát rồi, đây đây cho con yên, ví dụ vậy đó. Không, là người một vị tu là phải có cái giới hạnh. Thứ hai á là gì? Thứ hai là phải hộ trì các căn. Thưa đại chúng, con người mình là có năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Và mà ngày nào mình cũng phải dụng năm căn này hết á, không có thể nào mà bỏ nó đâu được hết á. Thứ nhất là phải nhìn nè, thứ hai là phải ngửi nè, thứ ba là phải nếm nè, thứ tư là phải nghe nè, thứ năm là phải đụng chạm nè. Quý vị nghĩ có phải không? Như hồi nãy mình ngồi với mình ăn là phải dụng cái gì? Nếm, dụng cái lưỡi. Rồi kế đến là gì? Dụng cái mũi là ngửi. Kế đến là bộ lưỡi mình dùng nè, mũi mình dùng nè, rồi mình nhìn thức ăn coi mình nhìn coi ngon hay dở nè. Nhiều khi mình chưa kịp ăn nữa, chà, nhìn thấy ngon ha. Cái nhìn kia là phải ngon cái đã. Cho nên rồi mỗi ngày con mắt mình nhìn, cái mũi mình ngửi, cái miệng mình nếm, rồi cái thân mình xúc chạm. Thậm chí á, à, mình ngồi trên cái gối ngồi, mình nói sao gối này ngồi cũng êm mình đi kiếm cái thứ hai thứ ba mình để lên, cho như ngày nào mình cũng phải sử dụng. Nhưng mà nếu như á mà mình không có cái sự hộ trì đó, gọi là phòng hộ nó đó, thì mình để cho năm căn này nè nó rong ruổi theo những cái trần cảnh, âm thanh, sắc tướng, hương vị, rồi mình ngồi mình phân biệt, mình giải bài riết, cái mình bận rộn vô cùng, mình không có thật sự thanh tịnh. Thí dụ bây giờ mình tập ăn cái gì nó mặn là mình biết nó mặn, và
nó không hợp với khẩu vị mình, tại vì mình bị cao máu, thì mình liền đi thêm một miếng nước sôi, hoặc là mình vắt vào một miếng chanh để làm dịu đi cái vị đó. Nhưng mà thường thì ít coi vậy. Mặn quá, mặn quá. Trời ơi, bộ lúc này muối xeo sao mà nấu dữ vậy? Sao mà bữa hôm nấu được quá mà sao bữa nay nấu? Tức là lúc nào mình cũng có những cái lời nói nó cứ ném vô, mà mình biết rằng chưa chắc người khác ăn đã mặn. Thậm chí có nhiều người ta ăn vào ta nói lạc quá, ta phải thêm miếng nước tương nữa. Phong Hòa có một thầy đệ tử, thầy ăn mặn khủng khiếp. Phong Hòa là vua ăn mặn. Vậy mà có những món á, Phong Hòa ăn vô thấy mặn á, mà thầy còn phải chan thêm nước tương nữa. Cái Phong Hòa nói trời sao có ăn mặn dữ ha. Cái là những lúc mình nói vậy sao mình cũng giật mình. Ta ăn không hợp khẩu người ta thì người ta phải thêm. Nhưng mà mình cũng phải nói. Thì quý vị thấy á, chính mình không hộ trì, mà cái nhỏ đó, thí dụ như cái chuyện mà nói một hai câu vậy thì không có buồn phiền ai. Nhưng mà nếu mình không hộ trì, mình nói những cái lời nó khó nghe hơn. Người ta nấu cực suốt một buổi mà mình ăn mình không có một cái lời appreciate nào hết, mà mình còn phán cho ăn câu nữa. Không, bộ lúc này đường lơ đường xeo sao? Hè nói nè nè nè, à, chùa tôi ít đường lắm nha, đừng có nấu kiểu này phung phí. Tức là ta người ta buồn rồi. Ví dụ như vậy. Thì cho nên là mình nếu mà mình không hộ trì thì có thể do cái nếm cái mình phát ngôn, do cái ngửi mình phát ngôn. Có nhiều khi cái món đó nó hôi. Nó hôi là nó hôi theo mình thôi. Ví dụ như mắm hay là sầu riêng, mình không ăn được, cái chuyện hôi là chuyện của mình, phải không? Nhưng mà người ta ăn, ăn cái gì thú quắc gì mà ăn. Món ăn người ta mà kêu thú quắc. Bất quá là mình nói trời cái mùi nó nặng. Thật ra nó có nhiều cái từ nó cũng diễn đạt, nhưng mà mình nói mà người ta nghe. Thí dụ một cái người đó họ lãng tai, thì mình cái tự thân người ta thì người ta tự dưng người ta xưng được, người ta nói trời ơi tôi điếc. Nhưng mà mình gặp người ta mà nghe không rõ, mình không có dùng cái từ được đó với người ta. Ví dụ mình nói trời ơi bác này nặng tai lắm, hay là bác nghe không có rõ, mình phải nói cái bà này bà điếc, nói lớn một chút. Thật ra người ta khiêm cung thì người ta tự xưng người ta điếc, nhưng mà mình không thể dùng cái từ đó đối với người khác. Theo cái tiếng Việt của mình là vậy. Thật sự ra cái chữ điếc hay nặng tai gì nó cũng để diễn tả một cái vấn đề là nghe không rõ. Hay là mình nói cho, thấy không? Thí dụ mình nói thầy tôi cho thầy cái này nè. Thật sự ra quý vị có nói mỹ từ cỡ nào nó dạ thưa thầy con cúng dường thầy, nhưng mà cũng nghĩa là cho. Nhưng mà cái chữ cúng dường thì cũng là cho, mà bố thí cũng là cho. Nhưng mà xưa nay mình bị, mình cũng tế nhị trong vấn đề dùng chữ. Chẳng hạn như mình nói chuyện với một người lớn, thì cái người đó họ không biết làm món đó, mình cũng nói trời ơi bác bảo là đây con chỉ cho bác hay con dạy cho bác. Thì thường cái từ mà mình nói nó nhẹ hơn là bác không biết cái này để con bày. Tức là con bày cho con gọi hình thức chỉ chứ gì nữa. Nhưng mình dùng cái từ khác người ta nghe người ta không có khó chịu. Đó, thì ở đây cũng vậy. Mình có hộ trì thì mình sẽ dùng những cái lời nói, mình diễn đạt cái ngửi nếm nghe xúc chạm của mình bằng một cách nào đó mà người ta có thể nhẹ nhàng đối với mình. Hoặc là mình không nói, hoặc là mình cần nói thì phải nói những lời lẽ như thế nào, diễn đạt như thế nào để người ta cảm nhận được. Có nhiều khi quý vị biết là có nhiều lúc mình nói chuyện với một người khó tánh, họ hay bắt lỗi. Thì chính cái người mà hay bắt lỗi, mình muốn nói gì với họ mình phải suy nghĩ dữ lắm. Mình nói không khéo là người ta giận. Hoặc là nhiều khi mình biết cái người đó người ta túng tiền, nhưng mà vì cái tự trọng người ta không có hỏi mình mượn, nhưng mà mình rất là muốn giúp, thì mình cũng phải lựa rất là kỹ cái cách nào để mình nói với người ta hiểu rằng mình không có cái ý là chê trách gì người ta, mà mình chỉ muốn đem cái lòng của mình muốn giúp. Nhiều khi mình muốn giúp người mà cũng phải suy nghĩ kỹ cái cách nào mình nói để người ta cảm nhận được cái giúp của mình, mà không phải là mình ban ơn thi ơn cho người khác. Mà nhờ hộ trì như vậy cho nên vì đâu mà có được cái hạnh đó. Có cái sự tĩnh lặng, cái sự quán chiếu, thấy không? Cái gì mình cũng có cái tự ái của mình, thì mình cũng nghĩ rằng người khác người ta cũng có cái tự ái của người ta, cho mình có cái quán chiếu như vậy. Thì từ cái quán chiếu đó là cái hạnh tu của mình. Và cái kết quả là sao? Lâu ngày mình thuần thục, mình thuần thục ở cái hạnh đức của mình, mà tự nhiên nhắc tới mình thì người ta có cái sự cảm mến, người ta cảm nhận được cái tế nhị, cái khiêm cung,
cái lễ độ của mình. Giống như trong kinh Phước Đức vậy, thấy không? Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Cái bài kinh Phước Đức á, Đức Phật nói một cái thể văn năm chữ như vậy đó, thấy không? Thương được làm nghề thích hợp, thương yêu gia đình mình được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Có nhiều người người ta đặt một câu hỏi là làm sao để mà tôi biết được cái phước của tôi, thì Đức Phật nói nếu mà anh có được một cái nghề nào anh thích là phước của anh, thấy không? Anh có cái dịp học đạo mà anh không bỏ dịp học đạo là phước đức của anh. Được thân cận những người xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Thì gom lại cái bài kinh Phước Đức đó, Đức Phật đưa ra 38 điều hạnh phúc. Cho nên có một cái vị người ta giảng cái bài đó xong, ta đặt cái tên là 38 pháp hạnh phúc. Mình nghe tới 38 pháp hạnh phúc, mình lật mình coi liền, coi tôi coi trúng chỗ nào không. Nhưng mà dở ra thì đó là những cái điều không? Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và đây là lời Đức Thế Tôn chỉ dạy: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Lánh xa kẻ xấu ác là một phước đức, được thân cận người hiền là một phước đức, không? Cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Một câu thôi đó, một cái bài kệ 4 câu mà 3 cái là Phật nói về phước đức rồi. Sống trong nhân gian này, không? Hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Vì đâu mà chúng ta hành xử hiếm cái sự tì vết? Thật sự tì vết thì cũng có, nhưng mà trường hợp người nào quá khó khăn, bắt khoan bắt nhặt thì mình, hoặc là người ta hay gọi là gì, vạch lá tìm sâu, thì cái chuyện đó mình khó tránh. Chứ còn cái người du di thì người ta đã thấy cái sự nỗ lực cố gắng sống của mình rồi. Cho nên á, mình có hộ trì thì nhất định sẽ có kết quả của sự hộ trì. Tức là chúng ta có nhẹ nhàng, có tinh tế trong cái hành động, trong lời nói của mình. Thứ ba là mình phải tiết chế ăn uống. Thật sự ra quý vị thấy con người của chúng ta, mắt thì hai con mắt, mũi thì hai lỗ, tai cũng hai tai, phải không? Miệng thì có một, mà mình ăn ngày bốn cử. Ăn một ngày bốn cử mà chưa nói là ăn vặt. Mà quý vị có thấy rằng á, nội cái ăn của mình nó quá cầu kỳ không? Quá cầu kỳ. Pháp Hòa nhiều khi Pháp Hòa vừa làm, nói trời, người Việt mình ăn Tết cầu kỳ thiệt á. Tết là phải bánh tét, bánh chưng, chưa đủ nữa phải làm thêm dưa món để ăn kẹp với bánh tét. Ví dụ như mà ngoài ra là phải có dưa giá, là kho tàu gì đó, vân vân, rất là nhiều những cái món trong cái ngày lễ Tết của mình. Thật sự ra cái đó cũng là một cái vui, một cái hay văn hóa truyền thống của mình trong cái ngày lễ Tết. Và Pháp Hòa cảm nhận được là cái ngày Tết là cái ngày mà giống như tất cả những cái đẹp gì của đất nước á, mình đều đem ra mình phơi bày trong cái ngày lễ Tết hết, rất là đẹp, rất là hay. Thí dụ như áo dài nè, bánh tét, bánh chưng nè, từ một cái bàn thờ, từ trang trí nhà cửa cho đến những câu đối, hay không, những lời nói chúc tụng với nhau, những cái áo quần mà chúng ta mặc, vân vân. Chúng ta, những cái đẹp chúng ta đều đem ra, chúng ta trình bày trong cái ngày lễ Tết đó. Cho nên Tết dân tộc á, là một cái gì mà nó rất là đẹp, rất là hay, mà chúng ta cả có cả mấy ngàn năm văn hóa đó. Cho nên chúng ta, dù mình ở nước ngoài, nhưng mà quý vị thấy không, mình cũng cố gắng tạo một cái gì đó cho nó có cái không khí Tết trong cái khả năng của mình. Mình không có cái cây đào, cây mai thật thì mình làm cái đào, cây mai giả. Mà bây giờ mình còn chế thêm là mình lấy những cái cây bên ngoài vô mình ngâm nước ấm. Trước đó chừng một tháng hoặc 2-3 tuần là nó nở cái lá non đó ra. Rồi mình chỉ cần kết cái hoa mai vô là nhìn y như thật. Đúng không? Đó. Rồi chúng ta có những cái cách mà chúng ta ăn Tết ở bên ngoài này cũng không có thiếu những cái không khí, cái hương vị của ngày Tết. Ở đây mình trở lại cái vấn đề ăn uống. Thì chúng ta được quyền, nhưng mà chúng ta, Phật dạy mình á, sở dĩ con người có bệnh tật là do cái ăn uống. Con người có tai họa là do cái nói năng.
Cho nên người xưa có câu đó: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Mình cái bệnh của mình là từ cái cửa miệng mình mà đưa vô. Tại vì mình ăn uống, thật sự bệnh là do mình ăn uống, mình tiêu thụ trong cơ thể, rồi lâu ngày nó tích tụ nó mới bệnh, chứ ăn một lần có bệnh đâu. Giống như có nhiều người nói nè tôi ăn có bệnh gì đâu. Không phải, đâu có cái gì mà bệnh liền đâu. Không, thuốc độc hồi ngấm hồi nó mới chết chứ đâu có thuốc độc nào uống vô lăn đùng ra chết liền đúng không. Thì cũng như vậy, cái gì mà nó tốt mà chúng ta ăn quá liều nó, lâu ngày nó cũng sanh bệnh chứ không phải là không. Ví dụ như quý vị thấy những cái tô mì gói á, mà người ta làm trong cái tô phôm á, tô đó đó, thì mình nó rất là tiện để mình đi travel, mình cầm theo mình chế nước sôi vô mình ăn rất là tiện. Nhưng mà lâu lâu ví dụ bất đắc dĩ mình ăn một cái tô đó thì không sao. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái này nó tiện lợi là mình cứ ăn nó hoài, cứ nấu nước sôi với nó hoặc là hâm microwave với nó, thì cái chất nhựa trong cái đó đó nó đi vào trong thức ăn. Mình ăn một lần mình đâu thấy, mà một năm, hai năm, nhiều năm thì những cái chất đó nó ở trong cơ thể mình, lâu ngày nó thành ra những cái khối ung thư, những cái khối bệnh. Cho nên dù mình mua cái tô mì gói trong cái phôm đó, mà nếu ở nhà mình có cơ hội mình để nó ra cái tô bằng sành, bằng đất, nên dùng cái tô đó, đừng có sử dụng cái phôm đó nhiều, không có tốt. Tại vì nó rất là khó tiêu hóa, nó rất là lâu. Quý vị thấy một cái tô, một cái ly như vậy nó tốn hàng bao nhiêu năm mới có thể rã ra hết được. Thì quý vị cứ nghĩ rằng cái chất đó mà nó ở trong cơ thể mình thì làm sao mà nó tiêu hóa tốt được. Ngoài đó ra nó còn rất nhiều những thứ khác do ăn uống. Thí dụ như mình uống nước ngọt, uống nó tiêu nó ấy, nhưng mà lâu ngày cũng đâu có tốt, tại vì nó toàn là hóa chất. Hay là cái nước khốt á, mình mở nắp rồi mình uống á, khoảng chừng mấy ngày sau là nó hết gas. Nó hết gas đó thì mình bỏ thì tiếc, mình uống. Nó thôi kệ, có ngọt ngọt uống cũng được. Chính cái ngọt đó là cái bệnh. Cái nước ngọt mà khi nó hết gas rồi là nó thành ra bệnh. Thậm chí thức ăn mà để bên ngoài sau 4 giờ đồng hồ là bắt đầu có vi khuẩn. Nếu mà theo cái phương thức học về food safety, ở mấy cái course ở đây á, là thức ăn là không được để bên ngoài hơn 4 tiếng đó. Thì mình ăn uống phải có tiết chế, cái gì nó hợp với mình thì mình dùng, mà cho dù nó hợp cũng phải có liều lượng thì nó mới khỏe được. Ví dụ như á, một cái người ngồi văn phòng, thường là mình làm việc là mình ngồi, thì không nên ăn quá no, hoặc là ăn rồi mình ngồi lâu ngày cái thì nó làm sao, bụng bự hay là tích tụ mỡ vân vân. Cho nên ngoài cái sự tu, tại sao ở đây Phật lại nói chuyện ăn? Tại vì ăn nó đóng một cái vai, một cái chuyện rất mọi là không có ngày nào mà không ăn. Mà hơn nữa đó, nếu mình ăn mà mình sanh bệnh đó, thì nó ảnh hưởng cái gì? Nó ảnh hưởng chuyện tu. Mình sanh bệnh thì làm sao mình tu được? Bây giờ muốn ngồi thiền mà bây giờ bệnh tật nó tới thì cũng khó mà tu được. Cho nên ăn uống nó đóng góp một phần lớn trong cuộc sống. Mà quý vị thấy không? Một ngày là mình bận rộn chuyện ăn hết mấy lần. Lâu lâu mình tập hợp ngày lễ vậy nè. Phải không? Từ thứ sáu là đã có mặt rồi. Thứ sáu lo thứ bảy. Thứ bảy lo chủ nhật. Chủ nhật vừa ăn xong trưa là tụ vô chuẩn bị ăn chiều. Ví dụ vậy đó. Thật ra một ngày mình đã để ra bao nhiêu thời gian cho việc ăn uống. Và nếu chúng ta bận rộn chuyện ăn quá thì chúng ta cũng không có thời giờ làm việc khác. Cho nên có những người ta ăn đơn giản cũng là một cái cách. Nhưng mà trong cuộc sống nói như vậy không có nghĩa là mình cầu kỳ là không tốt. Nói chung là tùy thuận theo những cái lễ lộc, cái thời gian hay là những khách khứa mình mời mà chúng ta phải có. Ở đây Đức Phật chỉ nhắc nhở chúng ta một điều thôi, là chúng ta nên tiết chế. Thứ nhất là việc ăn uống cho chính bản thân mình. Hay là thậm chí chúng ta để mất thời giờ với nó quá thì bản thân mình cũng không có thời gian trong vấn đề tu tập. Nó ảnh hưởng lớn một phần trong cuộc sống của mình. À. Cho nên rồi quý vị thấy có nhiều khi người ta giận nhau cũng chỉ vì gì? Chuyện ăn uống thôi. Phải không? Có nhiều người người ta buồn phiền với nhau mặc dù nó không là gì hết. Và trong cuộc sống nè, sanh ra mới có một tháng là bắt đầu ăn đầy tháng.
Sau đó một năm là ăn thôi nôi, rồi mỗi năm là ăn sinh nhật. Chết rồi chưa yên, mỗi năm vẫn ăn giỗ. Rồi ăn hỏi, ăn cưới, ăn đủ thứ. Mà hãy cái gì mà muốn có một cái sự hài hòa, ngồi lại với nhau là ăn cái đã rồi tính. Thậm chí hai người đó gây với nhau mà muốn hai người đó ngồi lại phải mời bữa ăn. Tại vì sao? Chén trà nó đậm đà câu chuyện. Lúc nào có sự ăn uống thì ngồi lại tự nhiên nó có chuyện nó bắt, chứ tự nhiên ngồi xuống hình sự quá. Bày ra ăn uống đã vui vẻ rồi bắt đầu đi vào câu chuyện nó nhẹ nhàng hơn. Thì quý vị thấy vậy. Mà bạn bè mời với nhau đa phần là mời đi ăn. Vì cho nên nhà hàng ta mới mở được chứ. Thành thử ra Đức Phật chỉ nhắc nhở mình. Cái thứ tư là gì? Phải chú tâm cảnh giác. Cái người tu á, mình sống ở đời á, là mình phải có chú tâm cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Cảnh giác á, cái thô á, có thể là mình tạm được, nhưng mà cái vi tế thì quá chừng. Như là có một cái thầy đó, thầy nghiêm trang lắm, thầy đắp y rồi thầy ngồi nghiêm trang, thầy nhìn giống như là người tu nghiêm túc lắm. Thì có chú tiểu đi ngang đạp lên cái y thầy dắp, thầy xoay qua thầy, mày đuôi hả mày? Thì cái câu chuyện nó đơn giản vậy thôi, phải không? Thì người ta ở đây các tổ muốn nói với chúng ta, nhiều khi chúng ta trừ được cái thô, phải không? Nhưng mà cái tế, tức là nhiều khi những cái chuyện nó xảy đến bất chợt, mình đâu có kèm chế được, tại lúc đó đâu có ai để ý đâu. Còn nếu mà ta tới ta ngồi bên, ê ông thầy kia thế này thế kia, mình ngồi mình im nha, để mình biểu lộ là mình đang là thầy tu nhẫn nhục. Nhưng mà nếu cái người đó làm lỗi với mình, nó là một đứa đệ tử mình, nó hàng con hàng cháu của mình, là sẵn sàng ra những cái lời nói để mà chứng minh là nó là cái đứa mà không nên thân nên hết thế này thế kia. Thì cái câu chuyện đó chỉ để muốn nhắc chúng ta thế nào gọi là tế thôi. Cho nên ở trong cái lời nguyện của Ngài A Nan có câu là hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Tức là con chỉ mong mỏi một điều là con làm sao có thể trừ tận cùng. Tận cùng là thẩm trừ cái lỗi lầm vi tế. Vi tế nó giống như bụi vậy nè. Mà nhà Phật còn dùng một cái từ là lậu hoặc. Chữ lậu là rỉ ra, chữ hoặc là phiền não. Đôi khi mình không có chảy ào ào, nhưng mà cái thùng nó lủng có một chút à, nó rỉ từng giọt vậy đó. Có nhiều khi mình không có giận ra mặt, mình hờn thôi, hờn chút vậy đó. Thấy không? Tôi đã bực nó cả tuần nay, tôi nín rồi, ấp. Mình áp ấp. Chị gặp nó chị nói đi nghe. Tôi im thì để cho tôi im nghe. Tôi mà nói ra là có chuyện lớn á. Tức là mình không có nói ra cái, mình không có xô ra là mình là cái người giận dữ. Nhưng mà cái đó là gì? Lậu hoặc. Chữ lậu là rỉ ra, rỉ từng chút vậy đó. Chữ hoặc là phiền não. Cho nên mình tu á, nếu mình không cảnh giác, phải qua ví dụ thôi. Có nhiều khi á, mình không có những cái tham thô, nhưng mà cái tham tế mình còn. Phải qua cái này không có sai, nhưng mà mình nói để mình hiểu thôi. Nhà của mình á, mình có một chục sâu chuỗi chứ không phải ít. Nhưng mà nếu thầy nào mà tới thăm chùa mà thầy phát mỗi người sâu là mình cũng nghe, mình chạy lên nè. Mà thở, mà nếu mà tới phiên mình mà hết chuỗi rồi đó, mình cũng buồn nữa. Mặc dù nhà mình vẫn chục sâu chuỗi, phải không? Tham chuỗi đâu có tội, phải không? Nhưng mà chính cái chỗ đó mình có cơ hội mình quán chiếu lại, ủa mình đâu có thiếu ta, mà tại sao mình lại phải thêm sau này? Thì thôi bây giờ những người khác ta không có, mình nhường cho người ta đi được không? Thí dụ vậy. Hoặc là bây giờ miệng mình á, thầy đừng có lo con trong nhà mà. Nhưng mà không có cũng hơi buồn đó. Thì như vậy thì có lúc đó mình có cơ hội mình hiểu được cái gì gọi là chú tâm cảnh giác. Những cái Đức Phật á, thường hay gọi là con giặc. Giặc á, nó núp ẩn ở bên trong á. Chơi cái người tu là mình phải chú tâm cảnh giác khi mình khởi đó. Có một vị mà nhiều khi người ta muốn thử đệ tử nó tham cỡ nào á, ra bàn ăn ngồi ăn chung là toàn là món ngon, nhìn cái cách nó ăn, cách nó gấp á, hiểu được cái trình độ tham của nó.
nó ngốn miệng rồi mà nó sợ hết, nó còn nhìn nó bóc tiếp để chén. Thường thường cái lịch sự là mình ngồi mình ăn hết rồi bắt đầu mình mới gấp miếng nữa, phải không? Nhưng mà nếu mà cái đứa nào mà nó ăn một miệng rồi mà con mắt nó vẫn nhìn nhìn nhìn, rồi xong rồi tay nó thấy nó gấp để chén, đó nó khoái vậy đó, phải không? Là mình hiểu rồi đó. Thành ra có nhiều người thầy á, là người ta thử, giống như cho nên người ta nghe được cái tiếng chuông của người đệ tử, người ta hiểu được cái tánh của cái người đệ tử. Người ta nghe cái tiếng mõ của người đệ tử thỉnh á, người ta hiểu được cái tánh của người đệ tử nó đã tu tới đâu. Mà có những vị á, mà người ta thâm thúy hơn, người ta sâu sắc hơn, cái giọng tụng kinh của người đệ tử người thầy vẫn nghe được cái sự mà vướng mắc của người đệ tử ở trong đó. Cũng giống như là một người ca sĩ họ hát một bản nhạc á, họ diễn đạt cái bản nhạc theo cái tâm sự của họ. Nếu mà cái người mà người ta nghe sâu sắc, hoặc là một nhạc sĩ người ta viết lên một bản nhạc, thật sự ra phần lớn các nhạc sĩ người ta viết nhạc không phải người ta viết khơi khơi đâu, đa phần là những cái tâm trạng của họ trong đó đó, những cái tâm trạng của họ trong đó đó. Dạ, thí dụ như kiếp nghèo vậy đó. Tâm trạng, phải không? Tâm trạng của họ. Mà sau này mấy đứa nhỏ nó chế đường về hôm nay tối thui, mình mua cô không thấy tôi, cô đùng tôi, cô nói tôi đuôi. Cô đụng tôi rồi mà cô còn nói tôi đuôi nữa. Thành thử ra phần lớn những nhạc sĩ mà họ viết nhạc là họ nói lên cái tâm trạng của họ. Chứ ở đây cũng vậy, cái chú tâm cảnh giác và một vị tổ đã nhắc mình phản chiếu lại chính mình là cái bổn phận của người tu. Thật sự ra trong chúng ta chỉ cần cuộc sống này, chú nếu mà mình nói là làm sao có một cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần mỗi người trong mỗi gia đình tự mình quán chiếu, tự mình thấy được cái tật của mình, rồi mình đem cái ý thức mình sống đó, nó đỡ cực lắm. Chỉ cần ví dụ mình bước vô trong nhà của mình, mình thấy hôm nay giờ này vợ chưa về tới, hoặc là chồng chưa về tới, hay mấy đứa con chưa về tới mà công việc nó ngổn ngang, mình ý thức mình tự mình bỏ ra 10 phút đi một vòng nhà mình làm việc, một lát về là yên thấm. Tại vì cái tâm lý ai đi làm trễ về mệt, mà nhất là kẹt xe stress dữ lắm. Ở xứ lạnh của mình là mùa đông nè, mình cũng nôn về, mà bây giờ tuyết nó như vậy thì không dám lái nhanh, rồi hoặc là yếu tay lái, đường thì tuyết mà quẹo lộn exit nữa, giờ không biết đường ra, phải không? Mồ hôi mồ kê gì nó ra, lo lắng không biết mình đi có trật đường không, mà về tới nhà mà thấy một đống đồ nữa, cái tự nhiên cái tăng xong nó lên. Ở ngoài kia là mình đang tăng độ rồi, vô tới này mình tăng xong rồi, không? Mình trào dâng những nỗi lo khi mình lạc đường, vô nhà gặp một đống đồ trào máu. Thật thử ra cái nhiều khi mình ấy sao mà tối ngày cứ sùm. Thật sự ra mình, người ta cũng có muốn sùm đâu. Mỗi người chỉ cần mình nhận thức, chỉ cần mình sống, mình có ý thức là mình đỡ dữ lắm. Thứ nhất là mình tự điều chỉnh cái con người mình. Thứ hai là mình giúp đỡ cho những người xung quanh. Cho nên cái tình thương nó phải thể hiện. Tình thương phải thể hiện qua cái cách sống của mình, chứ không phải chỉ là những lời nói. Tình thương nó phải thể hiện qua cách sống. Giống như có những vị sống với nhau rồi, bây giờ bắt đầu chồng bệnh, vợ bệnh, thì họ biểu lộ cái sự lo lắng, quan tâm bằng cách này, cách khác. Thì các vị đó mới kể và nghe, thì và nói đây là lúc mà quý vị đang sống với cái nghĩa. Lúc mà mình sống với nhau, mình vợ chồng còn trẻ, còn tình tứ là gì? Là cái tình. Nhưng lúc về già, đau bệnh không bỏ nhau, mà biết tìm những cái cách nào đó cho vợ của mình, cho chồng của mình giảm đi những cái nỗi bệnh, là cái nghĩa. Giống như có một Phật tử, giờ chồng với mình đã chia tay lâu rồi, nhưng mà nghe ông bệnh, mình cũng quan tâm hỏi thăm, hoặc là mình ghi tên cầu nguyện gì đó. Thật sự tất cả những cái đó đều là thể hiện cái nghĩa với nhau thôi. Chứ còn tình thì đâu còn gì nữa. Nhưng mà người Việt Nam mình là sống là bằng hai chữ tình với nghĩa. Mà nghĩa là lúc nào? Nghĩa là cái lúc này. Cũng giống như mình nghe một Phật tử bệnh,
lúc mà sống đi chùa chung với nhau là cộng tác làm việc với nhau. Bây giờ người đó đau bệnh, lâu lâu mình gọi phone mình thăm hoặc mình đích thân tới thăm, nó biểu lộ lên cái gì? Cái nghĩa của đồng môn. Cho nên trong một cái bài tụng Đức Quan Âm á, thấy không? Lại Đức, kính lại Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy không? Cho con nuôi dưỡng cái nghĩa đồng môn. Mình là một đồng môn mà, môn là cửa, mình vô chung một cửa. Mà cửa này là gì? Là cửa đạo. Vậy mới có cái câu á, mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Thật ra mỗi người mình mỗi nơi mỗi chốn mà đi vào chung một cánh cửa này là cửa đạo, mà chúng ta sống bằng cái nghĩa đồng môn đó. Cho nên có cái sự chú tâm cảnh giác, hay là nói là mình chú tâm cảnh giác rồi mình biết lúc nào mình phải làm gì, rồi đoạn trừ những cái triền cái. Triền cái tức là những cái nó cột, nó trói, nó ngăn che mình, gọi là triền cái. Trong đó có tham, có sân, có hôn trầm, có trạo cử, có nghi ngờ. Quý vị nhớ năm cái: tham, sân, hôn trầm, trạo cử. Trạo cử là bồn chồn không yên đó, và nghi ngờ. Thì đó là cái hạnh tu của các vị sa môn. Bây giờ mình nói tới cái quả của sa môn. Cái quả này là Pháp Hòa trích trong một bản kinh. Cái bản kinh này ở trong trường Bộ Kinh. Thì có cái kinh tên là Sa Môn Quả. Cái kinh này kể lại câu chuyện như thế này. Cái đêm đó là ngày trăng tròn tháng 4. Thì vua A Xà Thế á, ông mới nhìn trăng sáng. Và ông nói rằng không biết ở đây có những cái vị đạo sĩ, giáo sĩ, tu sĩ nào mình có thể tới mình tiếp xúc để mình sanh cái tịnh tín đó. Cái chữ tịnh tín là gì? Niềm tin trong sạch. Có nhiều khi mình đến gần một cái người đó, mình đã tiếp xúc, mình nói chuyện xong, tự nhiên mình sanh thêm cái niềm tin, mình phấn khởi cái niềm tin của mình lên. Thì vua A Xà Thế, quý vị cũng biết là ông là bộ ông vua, con của vua Tần Bà Sa La ở thành Vương Xá. Ông nghe lời của suối dạy của Đề Bà Đạt Đa. Ông thì muốn chiếm ngôi vua của cha. Đề Bà Đạt Đa thì muốn chiếm ngôi vị lãnh đạo giáo đoàn của Đức Phật. Hai bên hợp tác với nhau. Ông thì tìm đủ mọi cách, phương tiện để cho Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật, để cho ông Đề Bà Đạt Đa sớm lên được cái chỗ ngồi là vị lãnh đạo như là Đức Phật. Rồi Đề Bà Đạt Đa cũng tìm nhiều cách trợ duyên cho ông, để cho ông sớm thành tựu được cái ý nguyện là giết cha cướp ngôi. Thì vị nào mà có nghiên cứu Phật học thì đều biết cái câu chuyện giữa vua A Xà Thế và cha Tần Bà Sa La của mình. Thì sau này ông hối hận á, ông theo Phật. Thì một hôm ông khởi cái ý như vậy vào cái ngày trăng tròn. Ông nói bây giờ ở đây không biết có vị nào để cho ông tìm hiểu rồi ông tới ông thăm không. Thì trong khi hỏi như vậy thì trong triều đình đó có 6 ông quan, mỗi ông đề cử một vị giáo chủ mà họ biết tới. Nói ồ ở đây có một cái vị tên là gì đó, trong kinh kể và đã nó hơi dài, Pháp Hòa gọn bản kinh thôi. Thì đưa ra hết, thì mỗi lần mà đưa một cái vị nào thì ông vua A Xà Thế đều nín hết, không có nói gì hết. Thì khi mà ông ngó qua thì ông thấy một cái người bác sĩ của ông tên là Jivaka. Thì hỏi sao ông không có trả lời tôi. Thì ông này mới nói rằng dạ nãy giờ tôi hạ thần nghe nhiều vị đề cử quá rồi, cho nên hạ thần cũng không có nói thêm gì. Nhưng mà bây giờ nếu bệ hạ muốn biết á, thì hạ thần có một vị hạ thần muốn trình lên, đó là Đức Thế Tôn. Thế Tôn vị thầy này có đầy đủ 10 hiệu, đầy đủ 10 cái đức hạnh.
là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Đề ra 10 cái đức hạnh của một vị này. Vua Xà Thế muốn nghe như vậy, muốn tới. Thì khi mà tới đó đó, thì ông đảnh lễ Phật xong rồi á, thì ông lên tới núi Linh Thú á. Ông nghe nói là Đức Phật đang ở trên này với rất đông các vị tỳ kheo, mà tại sao trên núi Linh Thú hôm nay im phăng phắc như vậy? Thì ông nghĩ rằng cái ông quan này muốn hại mình, chắc dụ mình vô trong cái chỗ này để hãm hại mình chăng? Nói theo mấy cái kế của Tàu là cái gì biết không? Điệu Hổ Ly Sơn. Tức là dụ vua vào một cái chỗ nào đó bí hiểm rồi hại vua sao? Nhưng mà rồi thì ông thấy, ngươi có hại ta chăng? Ngươi nói là ở trên núi này có rất đông các thầy tỳ kheo, mà sao cái núi này gì mà im như không có một bóng người? Thì nó già bạch bẩm hoàng thượng, tại vì các chư tăng ở đây là những người tịnh tu, luôn luôn sống trong tỉnh giác chánh niệm, họ đâu có ồn náo như ở thế gian mình được. Họ đâu có qua phòng này phòng kia hỏi thời tiết tiền đô bữa nay nhiêu, giá vàng bữa nay nhiêu, đâu hỏi mấy cái đó, ta lo tu thôi chứ. Cái thì lúc đó dẫn vô gặp Đức Phật, thì ông mới hỏi Đức Phật á, bây giờ trẫm có một câu hỏi có thể hỏi Đức Thế Tôn được không? Dạ, Đức Thế Tôn nói dạ, Đại Vương cứ hỏi. Thì ông mới hỏi cái câu hỏi là ví dụ như, ví dụ như một cái người mà họ làm cái nghề gì, chẳng hạn như họ làm nghề thợ dệt, họ làm thợ may, họ làm nhà máy, thì họ làm quan chức, thì họ làm cái việc gì thì họ có được cái lợi tức cho họ? Trước hết là họ nuôi bản thân, nuôi người thân, vợ con, gia đình. Nói chung là họ làm cái gì thì họ được lợi cái đó. Thế thì các vị sa môn tu hành được cái lợi gì? Thì thế gian thì người ta sống thì người ta, lấy dụ như người ta làm nghề thợ may thì người ta được lợi của thợ may, người ta được thu hoạch theo cái giá của người thợ may. Người ta làm nghề nhà băng thì người ta được cái thu hoạch theo kiểu nhà băng. Vậy thì các vị tu hành sa môn được lợi gì? Thay vì Đức Phật trả lời ông thì Đức Phật hỏi lại. Vậy thì Đại Vương có đem câu hỏi này hỏi với các vị giáo sĩ mà trước kia Đại Vương gặp đó? Nói dạ trẫm có hỏi rồi. Mà Đức Phật hỏi lại, vậy thì các vị giáo sĩ đó trả lời Đại Vương như thế nào? Nói trẫm hỏi mỗi ông mà mỗi ông trả lời một kiểu, mà ông nào cũng trả lời không đúng cái câu hỏi của trẫm hết. Cũng giống như là trẫm hỏi trái xoài mà mấy ông trả lời trái mít vậy đó. Trong kinh nói vậy đó. Qua Xà Thế nói là trẫm hỏi mà họ nói không có vô đề. Thì sau khi mà nghe như vậy rồi thì Đức Phật nói, đây là cái lời của Đức Phật. Đức Phật đưa một cái ví dụ. Ví như một vị nô bộc, một nông phu thần, sau khi nhận chân được tánh khổ của cuộc đời, tính vô thường giả tạm của thế gian, vị ấy phát nguyện cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ, sống an tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, thì Đức Phật nói rằng những thí dụ như bây giờ hoàng thượng, đại vương có những người lính, những đại thần, sau khi họ nhận chân được cuộc đời họ đi tu. Mà khi họ tu là họ chế ngự được lời nói, được thân thể, được cái thân nghiệp của họ, ý nghiệp của họ, khẩu nghiệp của họ. Họ bằng lòng với đời sống hiện tại, họ không có nhu cầu cao, họ sống rất an tịnh. Đại vương có kêu họ trở về làm quan tiếp không? Đức Phật hỏi vậy đó. Nói dạ không. Chẳng những trẫm không kêu họ trở lại tiếp tục cuộc đời làm quan, mà trẫm còn ủng hộ cho họ tu nữa, mà đảnh lễ mà cúng dường, bởi vì họ là những bậc sa môn mà tu đúng chuẩn mực thì trẫm nên ủng hộ họ tu chứ. Đức Phật nói Đại Vương, Đại Vương đã trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi đó. Nếu một vị sa môn mà tu hành đàng hoàng
Thì trước hết họ nhận được cái gì? Họ nhận được cái sự cung kính của mọi người. Đúng không? Mình kính là mình kính một vị tu hành nghiêm túc. Chứ mình đâu một cái vị mà nếu mà cái vị đó không có nghiêm túc, không có đàng hoàng thì mình đâu có kính. Thì Đức Phật nói, một cái người mà cho dù họ là quan chức thế nào đi nữa, thậm chí họ một cái người thấp nhất là một nô tỳ nô bộc, nhưng mà nếu họ bỏ tất cả họ đi tu rồi mà tu hành đàng hoàng thì cái phẩm giá của họ làm sao? Đẹp vô cùng. Thậm chí họ là một cái người bần cùng trong xã hội. Nhưng mà đi vào trong cái cửa tu á thì họ ngang nhau hết. Cho nên á, ở trong nhà Phật á, quý vị thấy á, bất cứ ai đi vô tu thì cái giáo, cái giới hạnh tỳ kheo là giống nhau hết. Cái giới pháp mà thọ là giống nhau hết. Mình không có phân biệt, nói anh là nhà giàu mới được thọ giới này, anh là người thấp kém trong xã hội, anh không được thọ giới này. Ai cũng được quyền hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự tu hành thì Phật tánh của mọi người giống nhau. Cái hoàn cảnh sống của mỗi người có khác. Bây giờ họ sanh trong mỗi hoàn cảnh gia đình giàu nghèo khác nhau, nhưng mà khi họ nhận chân được cuộc đời, họ tu hành thì kết quả của sự tu hành giống nhau hết. Cũng giống như nước Mỹ vậy đó. Một cái ông gọi là đâu có quen, đâu có biết gì về chính trị đâu. Ông chuyên về cái gì? À, kinh tế thôi. Nhưng mà nếu mà ông được người ta bầu lên, và nếu mà ông có được cái sự hỗ trợ của người khác thì ông cũng là một tổng thống. Mình nói ví dụ vậy. Bây giờ mà đi ra ngoài thì người ta phải gặp ông là không có phải chào Mr. gì nữa, phải không? Mà Sir là ngài, President, chứ đâu phải là chuyện thường, phải không? Thành thử ở đây cũng vậy. Đức Phật nói cái câu thứ nhất là cái người mà một vị, cái quả của một vị sa môn nhờ cái hạnh tu chế ngự thân, chế ngự miệng, chế ngự ý, sống bằng lòng với những gì mình có. Thật sự cái đời sống người tu là cơm ngày ba bữa. Đó, cơm ngày ba bữa. Mà nếu mà đi Ấn Độ, mà thời đó mà sống Ấn Độ á, đừng có đòi hỏi là đồ chiên, chả giò cuốn, rau sống, cà ri, dưng miếng cơm, sáng trưa chiều giống nhau. Bằng lòng cuộc sống như vậy là thoải mái. Đâu. Thật sự ra mà nếu mà mình đi về chùa Ấn Độ hay là bên Tích Lan mình sống á, là ngày nào cũng là giống nhau những bữa ăn như vậy. Mà cái món căn bản nhất là cà ri. Mà một cái nó có, họ có một cái loại hạt mà họ nấu mềm, họ mình ăn như đậu xanh vậy đó, nhưng mà không phải đậu xanh. Phải không? Mà cái hạt đó ăn rất là tốt cho đường ruột. Sáng họ chỉ cần chan cái đó vô cơm ăn. Trưa cũng còn những cái món khác là dặm thêm thôi, chứ còn chính vẫn là cà ri. Mà nếu bằng lòng được như vậy. Còn nếu mình vô chùa Việt Nam mà ở đó là phải chấp nhận bí đao kho, khổ qua kho. Những gì mà ngoài chợ người ta bán, người ta dạt ra đem vô chùa là cứ kho ăn tới thôi. Thậm chí rau muống kho, rau lan kho. Mà thời nghèo nữa là vỏ bầu ngâm nước muối. Trái bầu á, gọt cái vỏ cũng không cho bỏ nha. Rửa sạch, pha nước muối cho mặn, thiệt là mặn. Ngâm cái vỏ bầu vô, mấy ngày sau đem ra chỉ cần giòn giòn mặn mặn là ok rồi. Bằng lòng được như vậy thì sẽ tu tới già tới chết. Còn nếu mà không, nếu mà mình không có thích tu rồi á, bây giờ một ngày ăn 8 bữa ăn mà đi ngang McDonald's cũng ngó hoài, KFC cũng ngó hoài thôi, ta không bằng lòng. Đó là cái quả của, cái kết quả của một vị sa môn mà có tiết chế vậy là được mọi người kính nể. Điều thứ hai, cái quả của một vị sa môn khi chế ngự các căn, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung tướng riêng. Hôm trước mình đã nói rồi đó, tướng chung là bình hoa mà tướng riêng là mình định, không có dính mắt tướng chung tướng riêng. Cũng giống như mình vô chùa là kính thưa đại chúng. Còn mình dính mắt một người nào rồi, cái là mình đút lót, mình giấu giếm cho một vị nào đó.
Không có tướng chung tướng riêng. Những nguyên nhân nào khiến tham ái u bi bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, thực sự hộ trì nhãn căn. Nhờ sự hộ trì cao quý các căn, vị ấy hưởng thọ lạc nội tâm. Khi mà mình đã bỏ ra được những cái vướng mắc đó rồi á, cái lạc gì ở ngoài không cần biết, nhưng mà trước hết là trong tâm mình nó có sự tĩnh lặng an vui. Pháp Hòa ví dụ á, hồi trong kinh cũng kể có một thầy đó, ông tu mà tối vậy nè, ông ngồi trong chùa ông buồn, rồi ông nghe xung quanh đó mấy cái quán disco nó cứ mở nhạc. Ông nói trời ơi, giờ này ngoài kia người ta đang hạnh phúc, còn mình trong này very lonely. Thì khi mà ông khởi những cái tâm như vậy, mà ông cứ ngồi trong này mà ông thiền, mà ông cứ thấy giờ này cho nó đang nhảy điệu cha 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 hay là nó đang điều gì đó, thì có một vị thiên giả xuất hiện nhắc nhở vị đó. Cái bài đó Pháp Hòa có nói, cái trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật có giảng cái bài kinh, và Pháp Hòa nói cái bài đó là gì? Cô độc mà không cô đơn. Cô độc á là ai trong chúng ta cũng cô độc hết á, tại vì mình tới đây một mình. Rồi trong cái một mình này á, đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm cho nên kiếm người thứ hai. Nhưng mà cái người thứ hai này á, cũng chỉ để tạm thôi. Nhưng mà thủy chung rồi, cái đoạn cuối của cái cuộc đời này là chúng ta cũng sẽ đi một mình. Nhưng mà cho dù bất cứ hình thức một mình nào, tâm trạng mình cũng không cô đơn. Bởi vì cô độc là ở cái thân xác, cô đơn là ở cái cảm giác của mình. Có nhiều khi mình ở chung với một rừng người mà không hợp với người nào thì mình vẫn thấy cô đơn như thường. Thì cô đơn là một loại feeling. Còn cô độc là đây, giống như em vậy, em cô độc nhưng mà em không có cô đơn. Tại vì sao? Đi tới đâu cũng được ăn. Ngày hôm qua hết chỗ ngồi thì Pháp Hòa mới đùa với chú Minh Tường, nói chú lại ngồi đây chú không dám. Pháp Hòa mới chọc chú và nói thôi chú ngồi đây để lát qua hưởng cái áo lạnh. Ổng tưởng thiệt, ổng lột không đưa. Thế nhiều khi nói chơi cũng được việc lắm. Thì ở đây mà muốn nói là thật sự cái người tu của mình, cái niềm vui gì mà có thể nuôi mình tu được, đó là niềm vui của nội tâm. Còn những cái vui bên ngoài á, nó chỉ là tạm thôi. Cái người tu mà ở trong chùa tĩnh lặng mà không vui được á, không cách nào tu được. Bởi vì cái chuyện mà tĩnh lặng ở trong chùa là cái chuyện đương nhiên và sẽ thường gặp. Còn lâu lâu Phật tử tập hợp về mà nấu nướng bữa cho mình ồn ào, mình vui vẻ, đó là lâu lâu surprise hay là một cái bonus cho mình thôi. Mà cái chính cái tĩnh lặng là người tu phải thật sự hưởng được cái niềm vui lặng lẽ một mình. Mà hưởng được cái vui đó, đó là kết quả của người tu. Vì sao? Vì mình có chế ngự. Nếu mình không chế ngự thì mình thích, thích coi cái này, thích ngắm cái kia là không bao giờ tu nổi. Kinh không chịu nghe, mà cứ YouTube mà mở Paris by night, mấy trăm mình cũng biết hết trơn. Thời sự thế gian cái gì mình cũng biết. Mà trong cái đó Pháp, giáo Pháp trên YouTube cũng không thiếu. Thậm chí bây giờ thưa đại chúng là quý vị không cần đọc sách đâu. Quý vị muốn biết một cuốn sách nào người ta đọc hết vô trong băng rồi, chỉ chịu khó nghe thôi. Cái bộ Đường Xưa Mây Trắng đọc hay vô cùng, mà nhất là ban đêm đó nha. Yên tĩnh một mình mà nghe cái bộ Đường Xưa Mây Trắng coi, nghe thật là hay. Nhất là cái vị mà đọc, không biết quý vị có nghe cái bộ văn đó, cái vị mà diễn đạt mọi cái tâm tư ở trong cái bộ, hay vô cùng. Hay là mình nghe cái bộ băng mà Thi Văn Giáo Lý của Phật Giáo Hòa Hảo do thầy Huệ Viên thấy đọc, có trời khuya tĩnh lặng mà quý vị nghe thầy đọc cái bộ băng đó coi, hay vô cùng. Mà nếu mình thích được cái đó thì mình mới tu được. Thì cái quả của một vị sa môn là gì? Sự vui vẻ trong nội tâm là do mình có thể chế ngự được những cái trần cảnh bên ngoài, mình chấp nhận mà mình an hưởng được cái lặng lẽ của bên trong. Ở chùa mà chiều chủ nhật ta đi về hết trơn rồi, mình đi vô đi ra mình clean up chùa mà trời ơi, mới đây mà hết chủ nhật rồi sao mau quá vậy. Rồi trong cho tới chủ nhật nữa để đông đảo về mà không hưởng được cái lặng lẽ của thứ hai, thứ ba, thứ tư là sao? Cố gắng lắm mà vô mùng 3, lăn lóc lắm cũng tới mùng 7.
không có sàng có sảy cũng tới mùng 10 chứ không hơn được tới ngày rằm, tại vì mình không nhận được cái đó. Cái thứ ba, thành tựu giới đức. Một vị sa môn xuất gia, cạo bỏ râu tóc, lìa gia đình, sống không gia đình, chế ngự thân khẩu ý, thân không sát sanh hại vật, không trộm cắp, không dâm dật, miệng không nói lời độc ác, không nói sai sự thật, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời thiêu dệt, ý không tham, không sân, không si, biết trải lòng thương đến muôn loài, cứu giúp chúng sanh, luôn nói những lời mang lại sự đoàn kết, có tính chất xây dựng bảo vệ sự sống, bảo vệ muôn loài, đem lại lợi ích cho tự thân, cho tha nhân cũng như vạn loại chúng sanh, hoàn toàn siêu việt luân hồi, đạt tới niết bàn giải thoát. Vì ấy tự tâm biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, đời này đời sau không còn thọ thân nữa. Đó là kết quả thiết thực của một vị sa môn. Đó là gì? Hưởng niết bàn. Cái tịnh lạc của mình xong rồi, bây giờ mình Đức Phật nói tới nha, ngoài cái chuyện mình lìa sát sanh, trộm cắp, dâm dật, nói dối vậy đó, mà mình sống mình còn làm lợi cho người, cho mình là một chuyện rồi, mà mình làm lợi cho người nữa, thì quý vị biết không, khi mình làm được hết tất cả những gì trong khả năng của mình á, đây là diễn đạt cái trạng thái lúc chết của mình nè. Sanh đã tận, việc làm đã xong. Và trong kinh nói một câu rất đơn giản thôi, như củi hết thì lửa tắt. Quý vị làm cái gì hơn khi củi nó không còn chất gỗ nữa, thì tự động lửa nó tắt, không nghĩa là mình không cần phải làm gì nữa hết, củi hết thì lửa tắt. Mình sống cũng vậy, mình làm cái gì trong khả năng của mình, làm hết lòng của mình, không danh không lợi, không cái gì, mình cứ làm theo cái khả năng của mình, mà đến khi nào mà mình cần buông xả để mình đi, thì mình tâm niệm với mình là gì? Mình đi trong cái nhẹ nhàng. Sanh đã tận, tức là đời sống này đã tận rồi, những việc gì mình cần làm đã làm, và tâm mình không có nao núng, không có gì nữa hết. Cho giống như cái lời nguyện trong một cái bài tụng đó. Thân con không đau nhức, ý con không hôn mê, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác. Thành thử ra mình có trở lại đời này cũng không là một cái problem. Tại vì nếu chỉ cần mình trở lại đời này, mình tiếp tục mình làm đệ tử của Phật, sống cuộc đời tỉnh giác, thì mình cũng làm tiếp tục cái hạnh nguyện lợi sanh đó. Phong Hòa ví dụ vậy là đại chúng thấy nè. Khi mình còn khỏe đó, mình làm hết việc. Cái lúc mình về già bắt đầu mình sanh bệnh. Cái thì thường người già có một ước nguyện: chỉ cần tôi có sức khỏe thôi, tôi sẽ làm việc gì tôi cũng làm, tôi không từ nan. Không biết ở đây có ai hay nói câu vậy không? Chứ mà nghe những vị công quả sau này bắt đầu yếu rồi, muốn tiếp tục làm nữa. Và chỉ cần con có sức khỏe là con không có từ nan Phật sự. Thì cũng như vậy thôi. Nghĩa là mình, cái sức khỏe của mình, mình thường dùng cái từ là sức khỏe là vàng. Cho nên mình đừng có phí nó. Đừng, cái chữ phí đây là gì? Mình đừng có phí cái cuộc sống của mình. Mình cũng chẳng biết mình sống được bao lâu. Mà bây giờ nếu mình cảm thấy rằng á, mình tu hành cũng được 20 năm mà hình như mình chưa làm được điều gì hết, thì quả là một cái uổng. Nếu ý thức được, đừng để tháng ngày tiếp tục trôi qua uổng, mà hãy tận dụng nó những ngày tháng còn lại mình có. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú á, sống 100 năm không thấy đạo không bằng sống một ngày mà thấy chánh pháp. Mà người xưa còn có câu đó: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng mà nghe đạo, chiều có chết cũng vui. Còn hơn là mình sống một ngày mình nghe toàn là chuyện thị phi nhân ngã. Mà thưa đại chúng là nghe đủ chưa? Quá dư rồi chứ không phải là đủ nữa. Thôi bây giờ cuộc sống của mình còn lại mấy ngày nữa đâu, bớt đi những cái thị phi, thêm Phật Pháp. Tại vì chỉ có cái đó nó mới làm cho tâm hồn mình thảnh thơi nhẹ nhàng. Thấy không?
có một cái bài đó, cái gì hỏi về cuộc đời về bên kia thế giới có đem được cái gì đó, cái bài đó Khúc Thủy Du hả, phải không? Cái bài đó bắt đầu sao quên rồi, hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thời hôm rồi đó Pháp Hòa có một cái thầy, không biết thầy nói Pháp Hòa thăm thầy là thầy nói gì đó. À thầy nói trời ơi con làm được gì thầy ơi, thân này thân cát bụi. Pháp Hòa mới trả lời một câu, ôi cát bụi tuyệt vời. Nói có sách mách có chứng à. Không. Thì thật sự ra đó, mình là gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, rồi một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà nếu mình biết tận dụng cát bụi này thì ôi cát bụi tuyệt vời. Tuy nó là cát bụi nhưng nếu mình biết dụng nó thì cát bụi này đâu có phí đâu. Cát bụi này tuyệt vời. Cũng giống như một cây trầm trong rừng, bản chất nó nằm vậy thôi. Nhưng người ta biết sử dụng trầm, cho nên người ta đã đốn cây trầm về người ta biến thành bột trầm, nhang trầm, trầm khoanh, trầm thẻ, ôi bất cứ thứ trầm gì, miễn người ta xông được thơm là được. Rồi thì nó cũng thành ra tro, nhưng mà người ta vẫn gọi là tro trầm. Thành thử ra cái cuộc đời của mình là vẫn là ngồi đây có ai làm bằng vàng với bạc đâu. Ai cũng là cát bụi hết. Quý vị cũng được làm bằng cát bụi. Tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đều hình thành bằng cát bụi. Nhưng có những người sống một cuộc đời rồi cát bụi là cát bụi. Nhưng mà nếu cát bụi cũng lẽ là cát bụi, mà cát bụi này nó làm nên được việc thì cát bụi này tuyệt vời. Cũng là bịch xi măng, nhưng mà bịch xi măng đó mà đem trải cán ở dưới cái miếng tấm đan để đi á thì nó là tấm đan. Nhưng mà xi măng nó pha cát đổ vô khuôn ra ông Phật lại muốn chết luôn. Phật xi măng. Lại ông Phật xi măng. Anh cục ngọc ở bên danh cu dơ. Đâu có gì đâu. Nhưng mà đục đẽo lên rồi đặt cho cái tên là Phật Ngọc Hòa Bình. Trời ơi chỗ nào muốn rước 15.000 đô. Trả tiền bảo hiểm, trả tiền shipping, rồi tổ chức long trọng cung nghinh là một cái Phật Ngọc. Như vậy thì thưa đại chúng là cái chỗ mà cái người tu của chúng ta nó nhẹ nhàng là không có gì đặc biệt hết. Cho nên người tu rất đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ là không có gì để đặc biệt. Đó là đặc biệt của mình. Vì mình làm hết tận sức của mình mà không có một cái gì để mình dính. Củi hết thì lửa tắt. Giống như á, Đức Phật ví dụ trong kinh á, cái cây đèn nó tắt á, một á, là do hết dầu. Hai á, là do hết dầu nhưng mà dầu nó còn hút ở trong cái tim thì nó sẽ cháy theo cái khả năng cái tim đó. Đến khi nào nó rút hết dầu thì nó cũng sẽ tắt. Hai là phải không? Do hết dầu, do tim cạn. Thứ ba là gì? Do thổi. Bốn là gì? Do người làm. Con người mình cũng vậy. Nếu mình sống mà tới tận cùng rồi mình bệnh, mình chết là giống như hết dầu, hết tim. Còn không thì đụng xe. Đó là gì? Đụng xe là do người ta gió thổi. Còn không là người ta đợi thổi nó tắt. Đó là người ta hãm hại mình. Cách nào cũng đi hết. Có cách nào để mình đi? Cho hỏi một câu hỏi cho mình, sống để làm gì? Trả lời gọn, sống để rồi chết. Chứ sống biết làm gì giờ? Sống để rồi chết. Nhưng mà giữa cái sống và cái chết đó nó cũng trong tơ tóc. Nhưng mà nếu mà cái tơ tóc đó mà chúng ta làm được cái gì, sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Có một cái cô đó đi qua dự khóa tu ở Texas, đang ngồi ăn là trúng gió chết. Khi mà người ta lục cái bóp của cô ra, trong bóp cô không có cái gì hết, chỉ có một câu trong cái giỏ của cô thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thế nên là mình, mỗi người mình đó phải kiếm câu gì đó để giúp cho mình có được niết bàn. Niết bàn là gì? Trạng thái tĩnh lặng của tâm thôi chứ có gì đâu. Không cần đợi chết mới đi niết bàn, mà ngay trong cuộc sống này. Thí dụ ha, mình đặt câu nè:
Ôi sống nay chết mai ăn thua chi cho mệt. Thí dụ mình đặt câu đó cho mình đi. Rồi người nào mà người ta tới, người ta làm mình đủ khổ sở hết, thì mình đem câu thần chú đó ra. Ôi sống nay chết mai ăn thua chi cho mệt. Thì cái câu đó tương bằng với câu yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha vậy đó. Vì cái câu đó là gì? Quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh không? Đây là câu thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ, tức là có khả năng trừ diệt tất cả mọi khổ ách, chân thật không có hư dối. Chân thật không hư dối. Và câu đó là gì? Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Và dịch nghĩa là cố gắng, cố gắng. Ba yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề giác ngộ rồi. Trời ơi, mới đầu nín dữ lắm đó, dằn dữ lắm đó. Nhưng mà riết là thôi quen. Giờ nói gì tôi cũng ta bà ha hết. Lúc đó là sao? Thì đó mình có niết bàn rồi. Thì thật sự ra như vậy cái câu đó nó mà dịch nghĩa ra thì không thấy có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt, nhưng mà thật sự nó là một câu thần chú rất là năng lực, rất là power. Cho nên mới nói câu thần, mình nghe nói câu thần chú này ghê gớm lắm nha. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú. Nó là cái chú vô thượng, nó vô đẳng đẳng chú, không có chú nào hơn chú này. Tới hồi hỏi câu gì vậy? Câu gì mà dữ vậy? Cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa, cố gắng hơn nữa, tới bờ rồi, vui quá ta bà. Thì bây giờ mình cũng có thể làm một câu thần chú gì cho bản thân mình. Pháp Hòa hay dụng câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Pháp Hòa hay ghi trong sổ qua vậy. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Trí tuệ làm sự nghiệp là gì? Không dừng sự học hỏi. Chỗ nào có học, mình cứ học. Trời, có nhiều khi quý vị chỉ cần học một cái nghệ thuật nhỏ thôi mà tự nhiên mình thấy vui vô cùng, là tại vì có những cái mà mình cứ dấp hoài, mình không biết tại sao. Hôm nay mình biết nguyên do, vui vô cùng tận. Không dừng sao học hỏi, nó lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Lẽ sống của mình là gì? Là tình thương. Thì cuộc sống này sẽ rất khô nếu không có tình thương. Mà tình thương là gì? Đâu cần ghê gớm dữ vậy. Chỉ cần gặp nhau: chú khỏe không? Anh khỏe không? Có mất mát đồng xu nào đâu mà không nói. Phải không? Mà mình biết người ta giận mình 9 xe 10 vàng. Tiếng Việt mình diễn tả nhiều cái hay lắm. Giận mà giận tới 9 xe 10 vàng lận. Nhưng mà chỉ cần gặp nhau: dạ bác khỏe không bác, anh khỏe không anh, riết rồi người ta cũng sẽ hết. Không, hận thù diệt hận thù đời này không thể có, chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Kinh Pháp Cú Đức Phật nói vậy mà. Không, nếu mà đây con tôi, vợ tôi, đây tài sản tôi, nhà tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Đây con tôi, vợ tôi bị nó đánh đó, nó chửi đó. Đây mình cứ nghĩ đây con tôi, vợ tôi, đây tiền tôi, nhà tôi, ai không có hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu mình nuôi cái đó thì hận thù sẽ không nguôi. Cho nên cái thành, cái quả của một vị sa môn thứ ba là gì? Đó là mình nghĩ rằng cuộc đời này mình có mặt được, mình làm được gì, đó là hạnh phúc của mình. Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, chứ không có mệt. Mình làm được gì cho ai, đó là cái phước của mình. Nhiều khi mình muốn làm mà không được. Thí dụ như bệnh, muốn nấu cho chồng nồi cơm nấu không nổi nữa, mà lúc mà mình còn nấu được, bực bội, ăn gì mà ăn hoài. Mà ta thôi mà nấu được, ta sao không nấu. Cho nên một cái người mà cái quý vị thấy cái người xuất gia, cái người tu của mình đó, cái đặc biệt của họ là không có gì để đặc biệt, vì luôn luôn mình thấy mình rất là bình thường. Mà thường quý vị quán đi, mình thấy mình bình thường là mình sống rất bình thường. Còn mình thấy mình cao thượng thì mình sẽ bất thường. Tại vì chỗ nào mà tôi vậy mà ngồi đó hả, tôi vậy mà ăn cái chén này hả, tôi vậy mà làm việc này hả, rồi là mình đi đâu người ta cũng nhìn mình bất thường. Mình cứ bình thường, ăn chén giấy cũng được, ngồi dưới đất cũng được,
là sao cũng được hết, vì người ta cho mình ăn là được rồi. Thấy như vậy cái tự nhiên con người mình nó bình thường, mà chính cái bình thường đó mình có được cái niềm vui tự tại. Tự tại là không có ràng buộc gì hết, đó là niềm vui giải thoát, đó là niết bàn, đó là cái quả của một vị sa môn. Cái cuối cùng được thần thông giải thoát với tâm định tĩnh thuần thục, dễ sử dụng, vững chắc. Khi đã chứng đắc được cảnh giới của thiền, vị tỳ kheo hóa hiện hình qua vách núi, lặn sâu dưới đất liền, đi trên mặt nước, bay trên hư không. Thiên nhĩ thông có thể nghe được tiếng của chư thiên người gần xa. Tha tâm thông biết được tâm trạng của người khác. Túc mạng thông biết được nhiều đời kiếp trước. Thiên nhãn thông thấy sự sống chết của chúng sanh và hành nghiệp của chúng sanh. Lậu tận trí là biết được sự thật quả báo khổ tập diệt đạo. Ở đây mà nói tới cái thần thông. Thần là gì? Thần là sức mạnh. Thông là suốt. Khi mà chú có, quý vị có sức mạnh rồi là nó thông hết à. Cho nên mình có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, lậu tận á. Cái đó không có khó. Mình sống mà mình lấy cái tâm mình thông cảm cho mọi người, đó là tha tâm thông. Tha tâm là mình thông cảm được cái hoàn cảnh của mọi người. Biết được người này á, hồi trước ở Việt Nam á, bị người ta bạc đãi lắm, cho nên bây giờ hay bị cái tâm lý sợ hãi. Hiểu như vậy đó, cho nên thương không có trách. Cái đó là gì? Túc mạng, biết được quá khứ của người ta, đâu cần đời trước. Biết được cái quá khứ họ, biết được cái hoàn cảnh của họ. Cho nên á, mình biết mình đang không có vui với người đó, nhưng mình vẫn ngồi gần người đó được một cách dễ dàng, là thần túc, không có ngăn ngại. Cho nên á, trong kinh hay nói á, thần xe, thần cổ, thần nhà, thần cửa gì đó. Đang trời đang ngoài đường đang tuyết, ở trong này mình ngồi trong này có sưởi, có mái che. Cái nhà này là thần không? Nhà này là thần, thần nhà cửa. Đó. Mình ăn cơm, cho nên quý vị đọc kinh Địa Tạng nhớ không? Thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống. Có nhiều người ăn mà không thông, ăn mà chê mà khen mà đủ hết. Còn ăn thoải mái là ăn theo thần, dễ thôi. Cho nên cái người, cái kết quả của một người tu là gì? Có được sự thần thông tự tại, tức là qua lại nhìn thấy biết hết. Đó là thần thông của mình. Thôi thì thời gian không có nhiều, có quà tóm lược cái bản kinh Sa Môn Quả. Vì tuần trước mình nói về định nghĩa chữ Sa Môn và những hạng Sa Môn. Bây giờ mình nói thêm một phần nữa là cái hạnh tu của Sa Môn và cái quả của một vị Sa Môn. Như là vua A Xà Thế đặt một câu hỏi, cái quả của vị Sa Môn như thế nào, thì Đức Phật thay vì trả lời liền, Đức Phật ví dụ khác. Nếu một người đó là họ từ quan chức cho đến nô bộc, nô tỳ, họ tu hành đàng hoàng, thì đại dương có ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Trước hết là được sự cung kính, vật chất không có phải lo. Chỉ cần chúng ta có sự tu chân thật thì không ngại gì những cái việc. Tại tự cái đó nó đến, cái quả nó đến một cách tự nhiên vậy thôi. Thì đó là cái bài kinh mà Hoàng muốn chia sẻ. Ở đây mình tóm lược là nếu chúng ta muốn được cái quả gì, chúng ta cứ sống đi. Cứ sống đúng cái hạnh kiểm của một cái người đệ tử, một cái người sống ở trong đời, thì tự nhiên người ta sẽ tốt. Cái quả nó tự đến với mình thôi, không có cần cầu gì hết mà nó tự đến. Và làm hết tất cả việc, đừng dính mắc gì hết. Xong việc là mình cứ đi. Rồi giống mình, tâm mình nhẹ nhàng như củi hết lửa tắt. Đó là cái sự tĩnh lặng, sự tịch diệt của một cái người ra đi trong thư thản. Thì mình đặt một câu hỏi cho mình, làm sao mình chết tốt, sống tốt. Sống nó kêu là gì? Thiện sanh thì thiện chung. Một trong năm phước nha, thưa đại chúng, là hôm trước mình có học á, ngũ phước á. Mà cái phước thứ năm của một đời người là gì? Ngoài phú quý, trường thọ, an khang gì đó, cái phước cuối cùng trong năm phước đó là thiện chung, tức là chết tốt. Vì đâu mình có chết tốt? Vì mình có thiện sanh là mình sống tốt. Người ta tới cúng Phật á, không phải là một lúc người ta bưng để trước mặt Phật những cái món đó. Nhưng mà bác này á, đem cho Phật một cái vòng hoa, bác kia mang cho Phật một ly sữa, bác nọ mang cho Phật một cái miếng trầm, đến ngồi với Phật và con xin tặng Phật một cánh sen, một đóa sen, con xin cúng dường ngài ly sữa.
Ngay bây giờ người Ấn Độ, người Tích Lan họ vẫn giữ cái tục đó. Sáng mà Phật tử đi chùa là có gia đình thì cầm theo bát sữa, có gia đình thì cầm theo miếng cháo sữa, có gia đình thì cầm một cây bông súng. Bởi vì bên Tích Lan hoa súng là quốc hoa của Miến Điện, của Tích Lan. Cho nên đến chùa là phần lớn là hoa súng rất là nhiều, người ta làm sẵn, người ta phát hành. Và thậm chí người ta làm những cái vòng hoa. Mình tới mình đảnh lễ cây bồ đề, mình có thể để cái vòng hoa ngay cây bồ đề, nhưng là mình cúng dường cho Phật lại. Vì ngày xưa là người Ấn Độ là đến gặp nhau là tặng như vậy. Giống như bây giờ người Hawaii mà gặp mình mà tặng cho mình một cái vòng hoa, hay là người Tây Tạng gặp mình là tặng cho mình một cái miếng vải trắng. Mình gặp cái vải trắng mình sợ không? Sợ muốn chết. Muốn thôi chứ không chết đâu, đừng lo. Nhưng mà cái khăn đó đối với người Tây Tạng là khăn cát tường. Cho nên người ta gặp mình là người ta trân trọng, người ta chào mình xong người ta lấy cái khăn, mình phải cúi đầu xuống để cho người ta chồng cái khăn đó trong cái cổ của mình. Và trên chiếc khăn đó họ có khắc những cái hình của bát bửu, tức là 38 cái thứ cát tường trên cái khăn đó để mà chúc tụng cho mình. Rồi thậm chí nhiều khi người ta đến tượng Phật, người ta cầm cái khăn đó, người ta vất lên tượng Phật, ta quăng lên tượng Phật. Tại vì tượng Phật xa quá thì người ta không có thể chồng lên được, thì người ta cầm cái khăn, người ta cuốn tròn đủ để đủ cái sức mạnh, người ta chọi lên trên cái tượng Phật thì cho cái khăn nó tung ra, nó xõa trên thân của Phật. Đó là một hình thức cúng dường. À, cho nên cái này đều là những hình thức để mà mình cúng dường cho Phật. Rồi thậm chí á, bây giờ mình cúng pháp là cúng sao? Cúng quyển kinh. Ví dụ như giờ mình ở trong chùa, ta hay để cái quyển kinh trong tủ đó, đó là thờ pháp bảo đó. Ở giữa là thờ tượng Phật là Phật bảo, kinh sách để trên kệ là thờ pháp bảo. Cho nên hồi nhỏ quý hòa thượng dạy kỹ là kinh sách chất lên tủ phải chất cho đàng hoàng, không có được để bừa bãi. Và không phải sách gì cũng cứ tròn lên nó được. Chỗ ngăn nào để kinh là phải để kinh. Ngăn nào sách luận viết bình thường là để như một ngăn riêng, chứ không được pha trộn tùm lum lên. Cái nào ra cái đó. Mà chúng ta có cái tâm trọng pháp bảo, nghĩa là chúng ta có cơ hội mở mang trí tuệ. Vì mình trọng thì nó mới còn, nó còn mới có cơ hội mình đọc. Mình không trọng thì mình vất, mình dùng. Mình dùng thì mai mốt cần kiếm không ra. Nó sự thật là vậy đó. Cho nên ở đây cũng vậy. Ngay cả cái chuông trống Bát Nhã, cái chuông trống Bát Nhã mà chúng ta thỉnh, chuông trống Bát Nhã rồi khánh trống rồi trỗi lên đó, đó là để nói lên cái đó là nhạc cụ, nhạc khí để làm cho trang nghiêm buổi lễ. Mọi người đang ồn ào quá, trống chuông trỗi lên thì tự nhiên nhiếp tâm của họ lại, họ chú tâm vào cái buổi lễ đó. Đó là một âm thanh để chúng ta chỉnh đốn, chúng ta kêu gọi mọi người trở về với cái chánh niệm và đừng để tâm ồn ào. Ví dụ nãy cô đây ngồi, có thể người nói qua nói lại, người MC kêu gọi vẫn chưa có yên, nhưng mà lúc đó nói là xin mời ban chung cổ cử ba hồi chuông trống, thì lúc đó nghe chuông trống thì mọi người nhiếp tâm trở lại. Nhưng mà cái chuông trống đó không phải để thỉnh vị sư đó, không, mà chuông trống đó thỉnh Tam Bảo, trong đó có Phật, Pháp, Tăng. Mình là ké chứ không phải thỉnh mình. Cho nên thầy viện chủ, thầy sư phụ và thầy kỹ lắm. Mỗi lần em xin mà nói xin cử ba hồi chuông trống Bát Nhã cung thỉnh chư Tăng, phải nói được thỉnh Tam Bảo. Lúc nào Phật Pháp cũng phải trên mình, thỉnh Tam Bảo. À, cho nên khi mà tự quy y chuông trống trỗi lên thì cung tiễn Tam Bảo, trang nghiêm pháp hội đạo tràng. Đó là như vậy. Vậy thì quý vị được hiểu cái ý vậy đó. Cho nên nếu mình thỉnh chư Tăng không có, mình hòa cũng được. Mà thậm chí bây giờ không có gì hết, quý vị cầm đi tay không cũng được nữa. Chắp tay này là hoa rồi, hoa lòng. Cho nên cái hình thức mình chắp tay đây nè là cái đó hoa đó. Mình chắp tay ngay ngực là đó hoa đó. Đây là đốt sen bút nè. Đó, sen bút mình chắp ngay đây nè. Rồi đó, đồng thời 10 cái chắp tay này còn tượng trưng cho gì? Hết lòng, dứt tâm, 10 ngón tay sau le mà hợp lại thành một. Cho nên người Hoa gọi chắp tay là hiệp trưởng. Hiệp trưởng, trưởng là bàn tay. Hiệp hai bàn tay gọi là hiệp trưởng. Rồi cái mão mà quý hòa thượng đội trong các cái dịp lễ lớn,
Quý vị nhớ không, cái mão cao cao quý bà thượng đội, cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng, tại vì nó nhìn cái hình thức nó giống như bàn tay vậy đó, đội trên đầu. Quý vị để ý cái mão nó như là cái bàn tay nút vậy. Cho nên cái mão đó là mão hiệp trưởng. Bây giờ mình đi đâu, mình làm gì, quý vị mang nước tới Pháp Hòa, Pháp Hòa chỉ cần chắp tay xá vậy đủ rồi. Pháp Hòa đã nói lên được sự trân trọng cảm ơn của mình. Cho nên đó, ai làm cái gì cho mình im lặng chắp tay xá là ta hiểu rồi, ta hiểu là mình đang trân trọng. Dạ. Kính bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Con có bà dì xuất gia đi tu nhưng rất thèm đồ ăn mặn. Lâu lâu dì về nhà con làm đồ mặn cho dì ăn. Vậy con có tội không? Nếu làm cho dì ăn có tội, làm cho thầy thì không tội. À, xin thưa đại chúng, cái này đó, nếu mình nói bình thường thôi, nếu mà mình thèm mặn, mình ăn mặn cũng không có tội gì. Các sư Nam Tông, Thái Lan, Miến Điện, Tăng Tăng tu bình thường chứ có sao đâu. Đây là không, bà nói trong cái hiện tượng bình thường nha. Phật không hề bắt tội ai ăn chay và ăn mặn cả. Chính ngay thời Phật, Phật đâu có ăn chay. Mà thời của Phật là Phật đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Mà Phật cũng không hề lựa chọn nhà nào giàu, nhà nào nghèo, nhà nào nấu ngon, nhà nào nấu dở để Phật visit thường xuyên, không có. Cái hình thức của Phật đi khất thực là thứ đệ khất thực, nghĩa là đi khất thực theo thứ lớp, từng nhà, và không bao giờ để tâm. Thậm chí dở cái nắp bát lên cũng không nhìn cái món ăn coi người ta bỏ trong đó là cái gì mà. Khi mà dở cái nắp bát đó, Pháp Hòa hay chỉ, khi mà quý thầy mà đi khất thực mà dở nắp bát đó, là cái nắp bát phải dở ngược vậy nè. Dở ngược, xoay cái nắp bát vô mình mà không quay ra như vậy để ngó con quá đi gì. Đó là dở cái nắp bát như thế này là để tránh cái trường hợp là không thấy trong đó để cái gì. Và cũng không nhìn mặt thí chủ để coi, chà hôm nay diệu toàn cũng dường ha, à, diệu quan, diệu diệu gì đó. Không để ý món gì, chỉ im lặng dở bát để vô rồi biết rồi về. Và nếu mà đi khất thực con đường đó, ví dụ đi khất thực con đường đó mà bữa nay về đồ ăn ngon không, ngày hôm sau quyết định đi con đường đó nữa, không có. Nếu đi con đường đó rồi, ngày mai phải đi qua con đường khác để tránh trường hợp là dính mắc vào cái con đường cho ăn ngon. Và cũng không làm cho thí chủ kẹt ở trong cái thế là trời ơi tôi tưởng có một ngày thôi, ai về ngày nào cũng đi hết. Phật tâm lý lắm. Chứ cái vấn đề mà ăn mặn ăn chay nó không thành tội gì cả. Đó là Pháp Hòa nói cái diện mà quý vị có thèm cũng ăn, nhưng mà không suối rồi nha. Nhưng bây giờ Pháp Hòa nói qua cái chuyện tu hành. Nếu như mình đã chọn cái con đường tu là mình ăn chay, thì mình phải thấy rằng thèm mặn nó chỉ là một pháp. Thèm mặn là một pháp. Không lẽ tất cả cuộc đời tu của mình, bao nhiêu Phật pháp mình gom lại, nó không đủ thắng một pháp này sao? Pháp thèm mặn là một pháp của thế gian. Còn mình học Phật, học kinh, học đủ thứ hết, là biết bao nhiêu Phật pháp, không lẽ bao nhiêu Phật pháp mình gom lại thắng không nổi một cái pháp thế gian là pháp thèm sao? Ngay cả thầy tu, thầy tu mà còn thèm thuốc thì mình cũng phải suy nghĩ lại, học thuốc không hề tội lỗi. Nhưng mình phải hỏi lại mình, bỏ cha mẹ được, bỏ gia sản, bỏ sự nghiệp, bỏ hết để đi tu, rốt cuộc bị một điếu thuốc nó đốt mình. Vậy thì cái điếu thuốc đó là một pháp của thế gian, còn tất cả pháp chúng ta học xưa nay là Phật, Phật pháp. Không lẽ Phật pháp không đủ công đức, không đủ nội lực để thắng một pháp thế gian này sao? Vậy cái câu này nó hợp với cái bài giảng hôm nay. Phật pháp thắng mọi pháp, mà mọi pháp là mọi hiện tượng. Thèm cũng chỉ là một hiện tượng thôi, vì mình tập lâu ngày nó thèm. Bây giờ nhịn thèm thời gian, nó cũng sẽ thuần lại cái bình thường là không thèm.
chứ ai mới tu mà không thèm. Ngài khuyên cơ mê gái, mê rượu, mê thịt, đệ tử Ngài Huyền Trang. Khi mà Ngài Huyền Trang đổ cho đi tu, ông ra điều kiện với Ngài Huyền Trang là ngày con xuất gia thầy phải cho 3 chiếc xe chở theo vô chùa, một xe thịt, một xe rượu, một xe gái đẹp. Dễ sợ chưa? Đừng nghe vậy ra điều kiện đi tu nghe. Thì quý vị biết là khi mà Ngài Huyền Trang vẫn nhận lời, nhưng mà khi mà Ngài Khuy Cơ bước vô tới sân chùa rồi đó, tiếng niệm Phật, tiếng tụng kinh, tiếng chuông trống bát nhã, đủ tất cả những âm thanh vi diệu trong chùa trỗi lên một lúc, làm cho tâm hồn của Ngài Khuy Cơ phấn chấn lên. Và Ngài quay lại, Ngài nói thôi, 3 chiếc xe kia hãy lưu về đi, bây giờ ta không cần tới nó nữa. Một người thèm rượu, thèm thịt và thèm nữ sắc đến mức độ như vậy mà Phật Pháp chỉ một chút đó còn thắng được tất cả các pháp. Sau này Ngài đi tu thành tựu một cái người đệ tử đắc lực của Ngài Huyền Trang, và Ngài có một biệt hiệu là Tam Sa Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng đi tu có 3 chiếc xe xe rượu, xe thịt và xe gái. Ở đây mình cũng thế nè, thí dụ bây giờ mình thèm thuốc lá, nhưng mà vợ mình bị allergy, con mình bị allergy, nếu mình muốn hút chịu khó ra ngoài hút, còn nếu mà để điếu thuốc nó làm khổ mình, mỗi lần hút phải mặc nón, phải mang áo lạnh ra ngoài hút, đứng run mà vẫn hút, khổ quá. Thì bây giờ anh đã thấy cái khổ của mình chưa? Thì anh phải lập tức vì vợ, vì con, vì sức khỏe của bản thân mình. Vì sao? Vì hút thuốc phiền phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Anh bỏ được những thuốc đó là anh lấy Phật Pháp, anh thắng mọi pháp. Pháp của anh là pháp nghiền. Mà thật sự trên đời này nghiền là từ đâu? Là do mình huấn tập. Mở bản rồi làm một điếu, rồi mình làm một điếu cuối cùng liều một đám. Thật sự là mình, cái đó là do mình huấn, mình mới nghiền. Mà bây giờ huấn muốn chuyển được cái tập nghiệp đó thì mình cũng phải tập lại thôi à. Thưa đại chúng, hồi mới đi tu đó, có ai mà đặt y một lần mà cái y nó dính cho người đó, trời ơi, nó mới sổ lên, nó tuột lên, tuột xuống. Lúc đó nó trời ơi, tu hành chi mặt này rất rối vậy. Nhưng mà đến khi mà mình thuần thục rồi á, chỉ cần đưa cái lá y tròn lên, một không tới một phút là cái y nó vô người một cách gọn hơn. Thế cái gì cũng do mình tập, cái xấu cũng do mình tập, cái thiện cũng do mình tập. Thì bây giờ mình đã tập lỡ cái bất thiện rồi, cái dở rồi, thì bây giờ mình sửa lại cái thiện đi cho nó thuận. Thế thôi. Trên đời này tu là gì? Tu là chỉnh. Như Pháp Hòa hay ví dụ này, đậy cái nắp meo, chỉ cần thấy nó meo về là tu này. Trong nhà mở sưởi nóng quá, chỉnh lại cho nó vừa tu lắm. Cho nên chỉnh sưởi là tu, chỉnh độ lạnh là tu, nóng quá, lạnh quá, những cái đó mà chúng ta chỉ cần nhìn nó mỗi ngày thôi, trời ơi, tu mỗi giây mỗi phút, không phải vô chùa mới có Phật Pháp để tu, tu ngay trong nhà. Ăn mặn, xin lỗi, ăn chay, thèm quá chờ Phật ngủ. Nhiều khi Phật thấy thương quá, dạ buồn ngủ, để cho mình ăn thoải mái. Nhưng mà Phật giả bộ Phật ngủ, cho nên Phật biết tâm lý, Phật nhắm mắt luôn cho rồi, để nó khỏi Phật trời ngủ. Cho nên mấy tượng Phật nhắm mắt ở trời. Cho nên nếu muốn ăn, không gì tội hết, muốn ăn cứ ăn. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng không lẽ cả đời mình để nó chi phối sao? Không lẽ cả đời mình tu hành, mình để cho cái cục thịt này nó làm khổ mình sao? Thành thử ra dứt xuống. Thì cái quan trọng là cái ý chí của mình. Tinh tấn nó có 4 loại. Cái gì ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Cái ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Cái thiện chưa sanh, tìm cách cho sanh.
cái thiện đã sanh làm cho nó phát triển. Như thế gọi là đại tinh tấn. Chữ tinh là mình tin tưởng, mình hiểu cho tường tận đó rồi, cho nên mình siêng. Tại sao tôi tinh tấn tụng kinh? À, tôi biết rồi. Tại sao tôi phải lễ Phật? Vì tôi hiểu rồi. Lễ Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, kháng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Lễ Phật là cảm ơn cái đức của Ngài, ơn của Ngài đã cho tôi giáo pháp. Niệm Ngài là nhớ ơn Ngài. Lễ Ngài là nhớ cái đức của Ngài. Coi kinh là để mở trí tuệ, ngồi thiền là để thành Phật. Thành Phật có nghĩa là tâm mình định tĩnh. Khi mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì cái pháp khác nó không có thắng mình được. Thưa đại chúng, mình có thích đi chơi không? Thích chứ, chơi ăn thích. Nhiều lúc cái thèm ngủ muốn chết. Mà bây giờ mình biểu là đệ tử ra tụng kinh, mà mình mở cửa ra mình nói tụng đi con, thầy ngủ. mình kêu đệ tử tụng thì mình tụng. Thí dụ vậy. Nhưng mà nếu đệ tử hiểu thầy thức cũng không phải là thầy chơi. Suốt đêm mình ngủ thì thầy phải làm việc. Thì giờ này, giờ công phu là thầy để mình công phu, để cho mình có cái thời gian mình huân tập. Cho nên thưa đại chúng, ngũ tổ và lục tổ, khi mà ngũ tổ chèo thuyền đưa người đệ tử của mình là Ngài Huệ Năng đi sang sông, Ngài Huệ Năng xin được chèo, ngũ tổ nói không, để ta chèo con một đoạn. Ngài Huệ Năng trả lời, khi con mê thì thầy độ, khi con ngộ con phải tự độ. Nghĩa là khi con chưa biết chèo thuyền, chèo ghe, thầy chèo đỡ đưa con đi. Khi con biết rồi con tự chèo. Nếu mà chúng ta biết ứng dụng Phật Pháp, chúng ta sẽ thấy Phật Pháp bàn bạc trong cuộc sống của chúng ta từng giây từng phút, chứ không có ở đâu xa cả. Phật Pháp ngay trong thế gian này. Mà nếu xa lìa thế gian mà tìm Phật Pháp thì chuyện rất khó. Cho nên ở đây á, vị Phật tử này nếu có nấu đồ mặn cho sư cô ăn cũng không có tội, nhưng cũng có thể có cái lỗi. Tội thì không có, nhưng mà lỗi là có thể là mình đã trợ duyên cho cái pháp này nó cứ di dư hoài mà nó không biết. Bây giờ mình muốn giúp, trời ơi, đạo dám cạo, đồ đẹp dám bỏ, gia đình cái gì bỏ hết mà không bỏ nổi. Cái này thì sao? Thì nó uổng đi. Cho nên nếu mà mình thấy rằng mình đã có Phật Pháp rồi, cái này chỉ là một hiện tượng, cái thèm này nó chẳng là gì cả, mà nó để cái thèm này nó chi phối mình thì nó uổng cái cuộc sống tu của mình vậy thôi. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho chúng con biết cư sĩ tại gia có nên đốt vàng mã và xin xăm bói toán không? Dĩ nhiên là mình không có nên đốt giấy tiền vàng bạc, xin xăm bói quẻ. Thứ nhất, vì nó không phải là cái mà trong Phật Pháp mình đã hướng dẫn. Ở đây mình không có dám nói sai quấy gì cả. Nếu mình theo cái pháp tín ngưỡng dân gian, mình theo cái pháp tín ngưỡng dân gian thì quý vị cứ đốt. Và đốt cái đó có lợi gì không? Dạ lợi, lợi cho người bán. Phải không? Lợi cho người bán. Và có lợi gì cho người thân mình không? Không có lợi gì, vì có ai xài được cái đó đâu mà đốt. Còn nếu mà bất lợi có không? Cũng có thể. Sự cầu siêu của mình nó mâu thuẫn. Thầy ơi, thầy cầu siêu cho ba con siêu. Họ đốt nhà chi vậy? Xuống dưới cho ba con ở. Đốt nhà xuống dưới cho ba ở, mà lên chùa gửi tên cầu siêu thì ba biết đi đâu. Bây giờ ở giữ cái nhà này hay là lên trên ở? Cuối cùng ông già cũng khổ vô cùng. Thôi cuối cùng ông già phải đăng bản police. Rồi bắt công hàng tháng phải đi thâu ngân nữa. Cái giấy tiền vàng bạc, nguyên do nào nó có? Là vì ngày xưa nhà giàu á, người ta mua người nghèo
mua luôn người ở, mua trăm cái mướn, mua. Rồi khi mà người giàu chết á, là chôn cái người ở đó theo, với cái ý nghĩa là đi theo để hầu hạ. Đồng thời người giàu quá cho nên đem tiền của chôn ở trong quan tài. Như vậy thì quý vị thấy nói về cái bất nhẫn á, bất nhân á, thì chôn một người sống. Còn nếu mà cái bất lợi cho người giàu là người giàu bị người nghèo đào mồ cuốc mã để mà ăn cắp tiền của. Cho nên các vị tổ ngày xưa mới nghĩ ra một cách. Bây giờ cái anh nhà giàu á, ảnh chôn người sống không được rồi, mình phải cứu người sống đó. Đồng thời mình phải cứu luôn họ để cho họ đừng bị chết rồi mà bị người ta cuốc đất đào mã. Và đồng thời mình phải nghĩ ra cái cách nào để giúp cho người sống có sinh hoạt. Cho nên các tổ bày ra, nói với mấy ông nhà nghèo đi lượm giấy dụng, phết bạc, phết vàng, in tiền rồi lên, đem cái tiền giấy này nè, mới đi dụ mấy ông nhà giàu, nói mấy ông đừng có đồ chôn đồ thiệt, lấy tiền mua cái giấy này đốt đi. Mấy ông đừng có chôn người sống, đi mua cái hình nộm mà người hầu đó đốt đi. Như vậy thì một mặt mà lợi cả hai, một việc làm mà lợi cả hai. Về mặt cho nhà giàu thì không bị người ta cuốc mồ đào mã để lấy của, mặt cứ giúp đỡ nhà nghèo thì giúp cho nhà nghèo có công ăn việc làm. Nó nghèo nó có công ăn việc làm thì nó khỏi đi ăn trộm ăn cắp, nó khỏi đi vô mồ vô mã nó cuốc của người ta. Thì cái đó là một phương tiện để cứu người trong lúc cái hoàn cảnh đó. Ngày nay cái việc đó nó không cần thiết nữa, thì cái vấn đề đốt cái tiền vàng bạc chúng ta có thể chấm dứt. Còn nếu như chúng ta sợ và chúng ta muốn giữ cái lệ, cái tục, cái lệ đó, thì cứ làm nhưng mà đốt ít ít thôi. Đốt một hai sắc để tượng trưng thôi, chứ đốt chi cho nhiều. Cũng như quý vị tụng kinh, không cần phải đang tụng, ngó lên hết nhang rồi, chạy lên cắm cây nhang nữa, xin lỗi Phật nãy giờ con nhắn. Thắp một cây ngắn khúc đầu để có một chút hương thơm xong cúng Phật được rồi. Lo tụng kinh cho thanh tịnh, đừng bận chuyện nhang tàn, nhang hết gì cả. Mình đi tới chùa, có người đã thắp nhang rồi, để cho người ta thắp đi, mình đứng lễ Phật được rồi. Không nhất thiết mình phải có một cây nhang để gọi là Phật chứng. Không cần phải có nhiều nhang để gọi là Phật chứng. Mà người xưa mình, người Trung Hoa quan niệm rằng á, đốt nhang phải thiệt nhiều thì khói mới xong tới trển. Khói xong tới trển thì ở trển mới biết là mình đang cúng như thế này. Chưa hết nữa, hồi ở Việt Nam á, cúng không cho rút chân nhang, để một cái lư hương thiệt là to, ngày đưa ông Táo về trời mới được rút ra, với cái ý nghĩa là đưa ông Táo khiêng cái bao nhang rồi lên đỉnh trình để cho biết ở dưới này năm nay con cúng bao nhiêu nhang này. Những cái đó nó không phù hợp trong Phật pháp. Nếu mình muốn theo Phật pháp thì không có cái này. Còn nếu như trường hợp á, mà mình muốn làm thì cái đó là tùy mình thôi. Cái đó mình theo cái thế gian pháp, nhưng không được nói cái đó là của Phật pháp, vì Phật pháp không có tài cái đó. Con nghe có người nói người chết đi thiêu, còn tro cốt nên rải ra hồ ra biển cho hương linh người chết được siêu thoát, còn đem tro cốt vào tháp thờ thì hương linh bị nhốt trong tù không giải thoát được. Người ta nhốt ở trong cái hũ mà cứ nhốt trong tù nữa. Thì xin thưa đại chúng là một khi mình chết đi rồi, cái thân tứ đại này nó không là cái gì cả. Mình muốn thiêu, muốn đốt, muốn làm cái gì cũng được với nó đó. Khi mình đập đầu con cá nó chết á, nó cũng có nói với mình, nó thiêu con rồi rải ra con ra biển đi cho con hạnh phúc. Không có đâu, mình nói với nó không được, tao muối xả mày à. Con cá nó chết nó cũng muốn mình thiêu nó ra cho, để cho nó tự do trở về nguồn cội của nó lắm mà mình có cho đâu. Mình ướp nó, mình muối xả nó, mình làm đủ trò với nó hết. Mà cái xác này mình muốn con kiểu làm sao? Khi mình chết á, con người mình chết nó khác với con thú. Con thú nó chết nó nằm ở trong rừng, ai muốn làm gì làm, con to hơn ăn nó sao cũng được. Chứ con người thì phải tìm cách giải quyết. Trên thế gian này có 5 cách giải quyết một xác chết. Chôn xuống đất,
gọi là thổ tán, đem đốt gọi là hỏa tán, thả xuống sông gọi là thủy tán, cho chim ăn gọi là điểu tán, quăng trong rừng thi lâm tán, cái nào cũng là tán hết. Năm cách tán. Bác vào ví dụ, ở Tây Tạng không có đất thì làm sao thổ tán được? Thì bên Tây Tạng buộc lòng phải bỏ vô trong rừng cho chim ăn. Cho nên bên Tây Tạng bắt buộc phải điểu tán. Bên Ấn Độ, cái phong tục của Ấn Độ là không có thổ tán mà chỉ có thủy tán và hỏa tán mà thôi. Bây giờ mà thiêu xong rồi á, có nhiều người, có nhiều cái xác chết thiêu chưa hết là đã bỏ xuống cái sông rồi, bây giờ nó nhiều quá. Cho nên xin thưa là khi chúng ta thiêu rồi thì cái đó chẳng qua là một mớ tro tàn. Rồi bây giờ chúng ta muốn giữ kỷ niệm cũng được, chúng ta muốn rải ra sông cũng được. Nhưng mà rải ra sông thì cũng đừng nghĩ rằng cho người chết được thoải mái tự do, còn nhớ để họ trong hũ như vậy là nhốt họ, và cũng đừng nghĩ như vậy. Chẳng qua là vậy nè, mình chôn đây rồi á, hết đời của mình chắc con cháu nó đi thăm mồ thăm mả không. Thôi bây giờ mình thiêu đi, rồi mai mốt mình có sắp già đi á, mình giải quyết cho nó rồi để mình yên tâm. Bởi vì mình còn sống nặng cái tình, cái nghĩa. Con cháu mình ở đây thì chắc là cái tình nghĩa đó nó không giống mình. Nhiều khi cả năm nó không đi thăm, rồi mai mốt bồ mã này hết thế hệ người lớn rồi con nít thì sao đây? Nếu có thiêu mà rải là chẳng qua chúng ta muốn yên lòng đối với người mình còn sống, đối với người mất, chứ không hề ăn thua gì với người mất. Quý vị đừng có nghĩ rằng để vô trong hũ rồi đem đi như vậy gọi là mình nhốt người mất và cứ không. Và cũng có những người nghĩ như thế này nè, cha mẹ sanh mình ra, mình không có trả hiếu cho cha mẹ bằng cách mình chôn cất cho cha mẹ toàn thay, toàn thân, đem đi thiêu đốt như vậy là bất hiếu. Cũng không nghĩ như vậy được. Cái có hiếu hay không đó là cái lúc còn sống nè. Mình đối với cha mẹ trong lúc còn sống qua bốn vấn đề là cung phụng cho cha mẹ nè, nói với cha mẹ những lời êm ái ngọt ngào dịu dàng cho cha mẹ dễ chịu nè, đừng anh em phải hài hòa để cho cha mẹ sống được hạnh phúc nè. Bốn điều mình làm là trì bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, hướng dẫn tâm linh, con đường tâm linh cho cha mẹ, để cha mẹ bước hướng về Phật pháp. Bốn điều đó chúng ta nên làm: phụng dưỡng vật chất, hướng dẫn cho cha mẹ trên con đường tu tập, anh em sống phải hài hòa với nhau để cho cha mẹ được vui lòng, và hàng ngày chăm sóc, nhưng phải nói năng như thế nào để cho cha mẹ được vui ở cái sự chăm sóc của mình. Đó là đối với khi cha mẹ còn sống. Còn khi cha mẹ mất rồi, siêu độ cho cha mẹ được siêu thoát, cái đó mới quan trọng. Còn tiền nhiều tiền ít tùy theo hoàn cảnh của mình, tổ chức tang lễ lớn nhỏ, có trống hay là không có trống, không hề nói lên được ý nghĩa hiếu thảo. Xin lỗi, nhiều khi rườm rà phiền hàng xóm, người ta ngủ không được, người ta phiền, nó chết rồi mà còn làm ồn. Lúc sống gây lộn mỗi ngày, ồn hàng xóm rồi, lúc chết trống kèn suốt đêm, kèn tay, kèn ta, rồi ảo thực, khác xịp gì đó. Cho nên những cái đó nó không có phù hợp. Mình phải làm một cái tang lễ thật là trang nghiêm. Cho thưa đại chúng, đừng có lo cái chuyện này. Quý vị nào thiêu rồi, muốn giữ lại để trong chùa, để mình có một cái kỷ niệm gì đối với người thân, cứ giữ. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép, mình phải giải quyết để mà yên, coi như là không có bận lòng cái vấn đề này nữa, thì chúng ta rải xong, đem rải núi, rải xong. Có những vị hòa thượng chết không hề dặn đệ tử lấy cốt lấy tro gì, mà nói một câu thôi: thiêu xong đi về, dặn nhân viên ở đó hốt tro đó rải xuống đất trong vườn gì đó cho nó thành phân đó. Mới đây nhất này, một vị hòa thượng ngoài Bắc 101 tuổi mất, ngài không cho làm đám tang rình rang và dặn đệ tử chôn ngài ở mảnh đất làm ruộng, ngài muốn trở về làm phân bón cho mọi người. Đó, cái đó là cái quý. Và thậm chí nè, những người ta sống, người ta đăng ký, người ta hiến nội tạng. Vừa rồi Pháp Hòa có một biết được một em, năm nay em 30 tuổi,
do một cơn đột quỵ em mất. Mới tuần rồi có bà gặp mẹ, và mẹ em kể rằng khi em mất em đã di chúc lại, cho nên khi em mất đi do đột quỵ và những bộ phận trong cơ thể còn xài được rất tốt, em đã cho được 73 bộ phận trong cơ thể. Như vậy thì cái em này chết có ý nghĩa không? Có ý nghĩa vô cùng. Và chẳng những vậy mà nó làm phước lớn, nó làm phước lớn, nó bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là không dính mắc những gì mình đã cho, và cho một cách trọn vẹn trên thân thể của mình. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ cho hết tất cả, thậm chí da của em cũng cho luôn, để cho những người bị phỏng, bị người ta không có da để người ta lắp lên, bây giờ không còn cái gì để thiêu nữa, em này cũng vẫn bình thường siêu thoát như thường. Đâu phải đợi mình thiêu rải mới siêu đâu. Có phải vậy không? Cho nên á, mình có đăng ký hiến tạng cho nội tạng cho y học, rồi khi chết thì nói là đặt vấn đề là làm sao 8 tiếng niệm Phật để cho người đó siêu. Khi mình chết rồi người ta sử dụng tức khắc là tốt rồi, đợi niệm xong 8 tiếng ngay đơn cứng ngắc lạnh ngắt rồi xài gì nữa mà cho. Mà nếu mình đã cho trọn vẹn được tâm nguyện của mình rồi thì cần ai niệm Phật cho mình nữa? Mình đã mãn nguyện của mình rồi thì mình đi thôi. Cho nên có những cái chết mình giữ nguyên lại rồi làm cho thiệt lớn, rồi cuối cùng làm gì? Đẩy vô kia bấm nút 6 tiếng ra ngủ. Rồi có những cái chết không còn gì nữa, nhưng ý nghĩa vô cùng. Thành thử là ở đây không có vấn đề là chúng ta cái nào sai cái nào đúng, hoàn cảnh mình thuận như thế nào mình làm như vậy. Quý vị đừng có bận lòng cái chuyện nhốt ai trong đó hết. Bình thường có ai mà mình chết mình còn già, mình còn trăn trối là phải làm này kia chứ, quý vị thấy không? Con gà con cá nó đang sống sờ sờ đập nó ra rồi nó dậy dậy nó nhớ tiêu rải no về muối xả đâu em ra chuẩn bị. Có một lần đó có một Phật tử hỏi thầy ơi, nếu mà đem rải xuống sông vậy rồi tôm cá nó rỉa con làm sao? Con nói trời Phật ơi, lúc sống rỉa nhỏ quá trời Phật nói. Lúc sống là cua, tôm, gà, cá giờ rỉa quá trời của đất, mà tới hồi giờ con chút xíu nó xuống rỉa, trả còn chưa đủ nữa. Thôi con cuối cùng ha. Thầy Quan Hỷ giải thích cho chúng con hiểu câu Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái câu Tam Miệu Tam Bồ Đề là phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ý muốn nói là cái quả vị thành Phật. Nhưng mà thay vì người ta nói vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ta dùng nguyên cái âm, phiên âm lại là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và thưa chữ Tam này ở trong trường hợp này không có nghĩa là ba. Mình trường hợp mình đọc những cái chữ này đừng có hiểu chữ nào nghĩa đó, không phải vậy. Mà đây là một chữ phiên âm. Dịch kinh có hai cách, một là phiên âm, hai là dịch nghĩa. Trường hợp này gọi là phiên âm chứ không phải dịch nghĩa. Còn nếu dịch nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, sam nước sam bu sắc ca gì đó, tam miệu tam bồ đề. Yeah.